Kiếm vực vô địch, Dương Diệp. Tập 31. Ma Kha, mau đỡ của ta một kiếm đây. Kế Ngôn Thập cười một cách điên cuồng, trường kiếm trong tay hắn đột nhiên phóng nhanh về phía Ma Kha. Ma Kha híp mắt, ma khí từ trong lòng bàn tay phải của hắn tràn ra. Ma Kha hắn có thể né tránh, nhưng không thể trốn được, vì phía sau hắn còn các huynh đệ huyền giả ma tộc, bảo hắn đế huynh đệ phải đối mặt với nguy hiểm, hắn không thể làm được. Vậy nên hắn phải một mình tiếp nhận một đòn này. Khi Kế Ngôn Thập còn cách Ma Kha chưa đến 3 trường thì thanh trường kiếm trong tay Kế Ngôn Thập đột nhiên nổ mạnh, cùng lúc đó, bụng hắn co rút lại, trong chớp mắt mọi thứ lập tức im lặng. Nói với Dương Diệp, báo thù thay ta, ha 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 ha. Kế Ngôn Thập vừa dứt câu thì toàn bộ cơ thể nổ tung. Ầm, một tiếng nổ kinh thiên vang lên từ tầng 4, một luồng sóng khí màu trắng hình tròn đột nhiên lan tỏa ra, nhanh chóng bao phủ lấy Ma Kha. Huyền giả của ba tộc Ma Minh Yêu cũng bị ảnh hưởng, hơi 10 người của ma tộc, yêu tộc và minh tộc không kịp lùi về sau thì đã bị luồng khí này nổ cho banh xác. Huyền giả nhân loại nhìn thấy cảnh tượng này cũng không thể nào vui nổi, vì Kế Ngôn Thập đã đánh đổi cả sinh mạng của hắn. Mọi người nén đau thương, nhìn về phía luồng khí màu trắng khủng khiếp vẫn đang tàn sát bên kia. Hiện tại mấy người bọn họ vẫn chưa hoàn toàn an toàn, bọn họ sống hay chết còn tùy thuộc vào Ma Kha bên trong luồng sóng khí kia. Nếu Ma Kha chết, vậy nhóm huyền giả nhân loại bọn họ xem như còn đường sống, còn nếu Ma Kha còn sống, bọn họ xem như. Trong lòng huyền giả nhân loại đều không yên và nhìn luồng khí màu trắng đang dần tiêu tán. Từ bên trong luồng khí xuất hiện một gã rất cao lớn, đó là một gã nam tử cả người được phủ kín bởi một lớp vảy màu đen thần bí. Mọi người thấy thế thì sắc mặt lập tức trầm xuống. Đúng lúc đó, Trương Liễu và Dạ Vẫn lại xuất hiện một cách quỷ dị trước mặt Ma Kha. Sau đó hai thanh đoản kiếm kề sát cổ Ma Kha. Ma Kha híp mặt, nhấc ngang cây thương, xoẹt một tiếng rồi lùi về phía sau 2 bước. Vô số huyền giả nhân loại thấy cảnh này thì ngẩn người, bọn họ lập tức trở nên vui vẻ, bởi vì họ biết Ma Kha không chết nhưng nhất định đã bị luồng khí trắng của Kế Ngôn Thập làm cho trọng thương, cho nên Ma Kha hiện tại cũng không còn là Ma Kha vô địch lúc trước nữa. Huyền giả nhân loại nghĩ vậy, tinh thần chiến đấu lập tức dâng cao mãnh liệt. Trương Liễu và Dạ Vẫn cũng rất vui mừng, vì bọn họ cũng cảm nhận được Ma Kha lúc này quả thật đã bị trọng thương. Nói cũng đúng, một huyền giả cảnh giới vương giả đỉnh phong lại thêm, một kiếm tu có kiếm ý tầng 5 cho nổ thân thể, Ma Kha lại đứng mũi chịu đòn không chết, như thế cũng đủ thấy hắn biến thái tới cỡ nào rồi. Nếu hắn còn không bị gì hết, vậy thì không phải là biến thái nữa, mà là thần luôn rồi. Hai người bọn họ nắm chắc cơ hội lần này, phóng người lên chiến đấu với Ma Kha. Hai người bọn họ là sát thủ, bây giờ lại phải trực diện đối đầu với Ma Kha, nhất định sẽ không có lợi, nhưng bọn họ cũng không còn cách nào khác, dù sao thì hiện tại, xét về thực lực thì chỉ có bọn họ mới có thể miễn cưỡng giao chiến cùng Ma Kha. Nếu hai người bọn họ muốn đi, Ma Kha sẽ không thể ngăn được, nhưng hai người bọn họ lại không thể đi được, vì sao à? Vì bọn họ cũng giống Dương Diệp, bọn họ cũng xem những huyền giả nam vực phía sau là người một nhà. Khi những huyền giả nam vực này chọn theo Dương Diệp xuống tầng 3, mọi người đã quyết phải sống chết có nhau. Hai người bọn họ tin rằng, nếu Dương Diệp có mặt ở đây cũng sẽ có lựa chọn giống như bọn họ. Lạc Tuyết nhìn huyền giả nhân loại đại chiến với ba tộc Ma Minh Yêu thì khẽ cười, sau đó thấp giọng nói. Chẳng thú vị gì cả, thật đúng là chẳng thú vị chú nào. Lạc Tuyết nói xong, ánh mắt hắn nhìn về phía An Nam Tĩnh nói tiếp. Phú thần! Hình như có chút ý nghĩa. Đúng lúc này, trong cơ thể hồn u đang ngồi xếp bằng trên đất đột nhiên trào ra một khí thế cực kỳ khủng khiếp, hồn u lập tức nở nụ cười thâm hiểm xuất hiện, nói. Ha 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 ha, nhân loại, hôm nay đừng ai mong có thể sống sót thoát khỏi nơi này. Cường giả cảnh giới linh giả. Lúc này đây, tất cả huyền giả nhân loại cảm giác như mình rơi xuống đáy vực, một Ma Kha đã khiến bọn họ khó chống cự rồi. Giờ lại xuất hiện thêm một cường giả cảnh giới linh giả hồn u nữa. Ông trời ơi, đây là ngày chết của bọn họ thật sao? Lạc Tuyết đứng bên cạnh cũng ngẩn người, sau đó lặng lẽ cười nói. Xem ra bọn họ thật sự muốn tiêu diệt những nhân loại này rồi. Nhưng điều khiến bọn họ ngạc nhiên chính là hồn u không hề nhắm vào những huyền giả nhân loại, người mà hắn nhắm vào chính là An Nam Tĩnh. Ánh mắt hắn chỉ có hận thù bao phủ. Nữ tử này đã làm cho hắn mất hết mặt mũi, nếu so sánh với những huyền giả. Nhân loại thì hắn càng hận An Nam Tĩnh hơn.
Trước kia thực lực của hắn không đủ, không nắm chắc phần thắng có thể giết được đối phương, nhưng hiện tại, hắn đã là huyền giả cảnh giới linh giả hồi, mà An Nam Tĩnh vẫn chỉ ở cảnh giới vương giả mà thôi. An Nam Tĩnh như cảm nhận được sát ý từ ánh mắt của Hồn U, nàng xoay người nhìn về phía Hồn U nhẹ giọng nói. Bây giờ, người thực sự đã muốn chết rồi sao? Hồn U nheo mắt, sau đó cười lạnh nói. An Nam Tĩnh, lúc đầu ta còn nghĩ Ma Kha rất mạnh, nhưng bây giờ thì người còn mạnh hơn cả hắn gấp trăm ngàn lần. Giết ta sao, người cảm thấy thực lực của ngươi đủ để làm được điều đó không? Bây giờ ta đã là huyền giả cảnh giới linh giả rồi, còn người thì sao? Thực lực giữa cảnh giới vương giả và cảnh giới linh giả chênh lệch cỡ nào, ngươi là một vũ thần chắc phải biết chứ nhỉ? Vậy thì cứ thử xem. An Nam Tĩnh vẫn rất bình tĩnh, giọng điệu cứ như xem thường và có phần tự tin không hề che giấu. Được thôi. Hồn U phóng đi, nhanh chóng tới trước mặt An Nam Tĩnh, một sợi dây xiềng xích màu đen xuất hiện, chúng nhanh chóng phóng ra, trong chớp mắt lao về phía mi tâm của An Nam Tĩnh. Hồn U thấy thế thì rất vui mừng, nhưng trong mấy giây ngắn ngủi sắc mặt hắn đã biến thành kinh hãi. Vì, An Nam Tĩnh, trước mắt hắn chỉ là một tàn ảnh mà thôi. Thật buồn cười. Đúng lúc này, giọng nói của An Nam Tĩnh vang lên từ phía sau lưng Hồn U biến sắc, hắn không nghĩ ngợi gì nhiều, thi triển hết thân pháp của mình, phóng 20 trượng về phía bên phải, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay lúc này, giọng nói của An Nam Tĩnh lại vang lên ngay phía sau hắn. Biết vì sao ta không giết ngươi không? Vì ta sợ tay ta bẩn. An Nam Tĩnh nói xong thì lại xuất hiện trước tấm bia đá. Lạc Tuyết và Mục Quân thấy An Nam Tĩnh chiến đấu với Hồn U thì sắc mặt lập tức trầm xuống, thực lực của An Nam Tĩnh thật sự rất mạnh, không ngờ có thể khiêu chiến vượt cấp, còn hoàn toàn áp chế được Hồn U này. Hồn U đổ mồ hôi lạnh, An Nam Tĩnh thật sự quá khủng bố. Nàng thật sự chỉ là cảnh giới vương giả, mà không phải là cảnh giới tôn giả chứ. Sau đó, Hồn U cảm thấy bị sỉ nhục, đúng vậy, câu nói, bởi vì ta sợ tay ta bẩn. Của An Nam Tĩnh chính là sự khinh thường Hồn U hắn đến tận cùng. Chẳng lẽ Hồn U hắn thậm chí không có tư cách để cho An Nam Tĩnh giết sao? Nghĩ đến đây, gương mặt Hồn U trở nên dữ tợn, ngay khi hắn chuẩn bị ra tay thì giọng nói của Ma Kha vang lên. Hồn U, giải quyết mấy tên huyền giả nhân loại trước đã. Hồn U nghe xong, trong mắt có phần giãy giụa, sau một lúc lâu, cuối cùng hắn cũng buông tha việc gây phiền phức cho An Nam Tĩnh, cơ thể hắn vừa di chuyển. Lập tức phóng về phía những tên huyền giả nhân loại, xiềng xích màu đen trong tay hắn bắn ra như tia điện. Trái tim của 5, 6 tên huyền giả nhân loại lập tức bị đập nát, chết ngay lập tức. Đây chính là giết người hàng loạt, đúng, là tàn sát, trong đám người huyền giả nhân loại chẳng có ai có thể ngăn cản được Hồn U, mà Hồn U giống như lại đang trút hết mọi bất mãn trong lòng, mỗi một lần ra đòn đền phá nát vô số tim của huyền giả nhân loại. Ngay cả linh hồn của bọn họ cũng không chịu tha. Thủ đoạn ra tay cực kỳ tàn nhẫn. Hy Lạc công tử đứng bên cạnh cũng thầm hít sâu vào một hơi, sau một lúc do dự thì trong mắt hiện lên sát ý và kiên định, hắn nắm chặt tay lại, cái búa lớn bay đến trong tay hắn, huyền khí trong cơ thể Hy Lạc công tử lập tức điên cuồng trào ra, cũng tương tự như kế ngôn thập lúc nãy. Bụng của Hy Lạc công tử của dần to lên. Đúng, hắn lại muốn tự cho nổ thân thế. Vẫn chưa kết thúc ở đó. Sau khi nhìn thấy người của ba tộc Ma Minh Yêu không ngừng thăng cấp lên cảnh giới linh giả, vô số huyền giả nhân loại rơi vào tuyệt vọng, nhưng tuyệt vọng không có nghĩa là đầu hàng, tuyệt vọng sẽ mang đến dũng khí vô tận, vì kiểu gì cũng phải chết, bọn họ còn sợ cái gì nữa. Vậy nên, khi Hy Lạc công tử đang chuẩn bị tự cho nổ thân thể thì cũng có 5 tên huyền giả nhân loại lựa chọn giống hắn. Ma Kha đang chiến đấu kịch liệt với 2 người Trương Liễu, vừa nhìn thấy thế thì hắn nhíu mày. Lúc nãy, vì muốn bảo vệ cho huyền giả ma tộc phía sau nên hắn mới đứng ra đỡ toàn bộ lực tự phát nổ của kế ngôn thập. Tuy hắn ngăn cản được toàn bộ đòn công kích nhưng hắn cũng bị thương, nếu không bị thương thì hắn đã sớm giải quyết 2 tên này từ lâu rồi, chứ không bị giữ chân đến bây giờ. Mà bây giờ lại có người muốn tự cho nổ thân thể nữa, không những thế còn không phải là một người. Huyền giả nhân loại trở nên đồng lòng như vậy từ khi nào vậy? Chẳng phải nhân loại là những kẻ luôn tham sống sợ chết sao? Phần lớn con người đều rất ích kỷ, cũng là một loại động vật rất sợ chết, nhưng càng về sau, khi phần lớn tâm huyết trong cơ thể bị kích phát, bọn họ sẽ không còn sợ chết nữa. Cũng giống như hiện tại, những huyền giả nhân loại ở đây không còn ai có suy nghĩ đầu hàng hay chạy trốn chết nữa.
Giờ đây, mọi người chỉ còn một suy nghĩ trong đầu, đó là giết, giết đến khi khắp nơi đều là thi thể. Lúc đầu chỉ có 5, 6 người chọn tự nổ thân thể, nhưng rất nhanh sau đó, số người đã tăng đến 20 người. Ba tộc Ma Minh Yêu khi nhìn thấy những huyền giả nhân loại lựa chọn tự cho nó thân thế thì nhanh chóng lộ ra vẻ mặt kiêng dè. Kẻ yếu sợ cường giả lại sợ những kẻ không muốn sống, hiện tại những người trước mặt này lại thật sự không còn muốn sống nữa rồi. Nhìn bộ dạng của những huyền giả nhân loại này, chẳng khác gì muốn cùng tất cả bọn họ đồng quy vu tận cả. Lạc Tuyết và Mục Quân đứng bên cạnh xem, lần đầu tiên trong mắt họ xuất hiện vẻ kinh ngạc, mặc kệ những huyền giả này có thực lực thế nào. Nhưng biểu hiện của bọn họ rất đáng được tôn kính. Có rất nhiều người sợ chết, nhưng người dũng cảm không sợ chết thì rất ít, không chỉ riêng gì tộc huyền giả nhân loại, tộc nào cũng như thế. Chỉ có duy nhất An Nam Tĩnh còn giữ được vẻ bình tĩnh, sinh mạng đối với nàng chẳng có ý nghĩa gì, điều duy nhất có ý nghĩa với nàng chính là võ đạo. Vậy nên, việc giết chóc giữa huyền giả nhân loại và ba tộc Ma Minh Yêu trong mắt nàng thật vô nghĩa. Cách suy nghĩ của nàng giống như một con vật lớn nhìn một đàn kiến đánh nhau với đám sâu, ai sống ai chết chẳng có nghĩa lý gì với nàng cả. Coi thường, đúng, đó chính là coi thường, An Nam Tĩnh coi thường tất cả, kể cả sinh mạng. Ngay khi những huyền giả nhân loại đã đến đỉnh điểm phải tự bạo thì cửa lên tầng 5 xuất hiện một nguồn ánh sáng năng lượng màu xanh chói lóa. Dương Diệp lập tức phóng đến, tốc độ của Dương Diệp cực nhanh, hóa thành một đường màu đen xuất hiện trước mặt Hy Lạc công tử. Sau đó tay vỗ mạnh vào bụng Hy Lạc công tử, ngay tức khắc có một nguồn huyền khí màu tím mạnh mẽ trào ra, truyền vào trong cơ thể Hy Lạc công tử, đè ép nguồn huyền khí đang cuồng bạo dâng trào trong cơ thể của Hy Lạc công tử xuống. Sau khi ngăn Hy Lạc công tử xong, Dương Diệp chuẩn bị đi cứu những huyền giả nhân loại còn lại, nhưng tiếc là đã quá muộn, huyền khí trong cơ thể của những huyền giả nhân loại đó đã lên đến cực hạn, mà bọn họ biết Dương Diệp có đến cũng quá muộn. Nên không một ai do dự, lập tức bạo phát năng lượng về phía đám người ba tộc Ma Minh Yêu. Dương Sư Huynh, báo thù cho ta xin đi trước, ha ha ha, lũ rác rưởi ba tộc các ngươi, mau đi chết đi. Dương Sư Huynh, ngày nào đó sau khi trở về Nam Vực, mong Huynh hãy lưu tâm một chút đến người nhà của tộc ta là Tần Đô, thế tử của Liễu Gia, đa tạ Huynh nhiều. Dương Diệp, ta tuy là đệ tử của Nguyên Môn. Nhưng ta vẫn hy vọng ngươi có thể góp chút sức lực cho huyền giả của Nam Vực, giành vị trí đầu bảng của Tiềm Long Bảng, đáng tiếc ta không thể chứng kiến được thời khắc huy hoàng đó của huynh rồi. Ta chưa có muốn chết, nhưng không còn cách nào khác, bọn người ma tộc minh tộc chết tiệt các ngươi, mau đi xuống địa ngục cùng bọn ta đi. Chết đi, cùng chết đi. Rầm rầm ầm, từng tiếng gầm rú vang vọng trong không trung, ngay sau đó, toàn bộ tầng thứ tư bị sóng khí bao phủ. Hơn 20 huyền giả cảnh giới vương giả tự bạo với uy lực lớn như vậy, dù là một gã cường giả cảnh giới linh giả đỉnh phong cũng không dám khinh thường, huống hồ là mấy huyền giả của ba tộc Ma Minh Yêu đã có mấy ai đạt đến cảnh giới linh giả. Khoảng 30 tên huyền giả của ba tộc Ma Minh Yêu đứng gần đó phải hứng chọn sóng khí lập tức chết ngay tại chỗ, những kẻ còn lại không chết thì cũng bị đánh bay hơn 10 trượng. Tầng thứ tư là một cảnh tượng hoàn toàn hỗn loạn. Dương Diệp đứng bên cạnh khép hờ hai mắt. Hai tay nắm chặt thành đấm, cơ thể run lên, sát ý trong cơ thể không ngừng trào ra. Ma tộc giết người có sai không? Không, bọn họ có lý do giết nhân loại. Vậy nhân loại giết ma tộc có sai không? Cũng không, vì ma tộc đã giết vô số huyền giả nhân loại rồi. Nhân loại và ba tộc Ma Minh Yêu vốn có ân oán, ai đúng ai sai, Dương Diệp không biết, cũng không quan tâm. Bây giờ hắn chỉ biết là hắn rất muốn giết người. Nếu bọn người các ngươi đã không muốn chung sống hòa bình, muốn giết chóc thì bọn ta tiền giết cho các ngươi xem. Tay thoáng động, Long Cốt kiếm xuất hiện trong tay Dương Diệp, chân phải đạp mạnh xuống và phóng về phía đám người minh tộc, trường kiếm trong tay chém ra một đường, một luồng kiếm khí bay ra khỏi mũi kiếm và mang theo một tiếng xé gió, mười mấy cái đầu đã rơi xuống. Những huyền giả nhân loại còn lại thấy cảnh tượng như vậy thì tập tức vui mừng. Lúc này... Dương Diệp bộc phát ra khí thế đã không còn ở cảnh giới vương giả nữa, chính xác thì Dương Diệp cũng đã thăng cấp tới cảnh giới linh giả rồi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Giết! Những huyền giả nhân loại còn lại bị Dương Diệp ảnh hưởng cũng bắt đầu gầm lên giận dữ như những con dã thú đang rít gào, sau đó bọn họ đều nhanh chóng phóng về phía sau tấn công đám người ba tộc Ma Minh Yêu. Đúng lúc này! Một đám huyền giả ma tộc đi tới cửa thông từ tầng 3 lên tầng 4. Khi nhìn thấy cảnh hỗn loạn bên trong,
bọn họ lập tức ngẩn người. Sau khi phục hồi tinh thần, đám người đó điên cuồng phóng về phía Dương Diệp chém giết. Có thêm những huyền giả ma tộc này tham chiến, những huyền giả nhân loại rơi vào tình thế bất lợi. Mà đúng lúc này, gần 100 bóng người xuất hiện một cách quỷ dị, sau đó đầu của mấy tên huyền giả ma tộc lập tức rơi xuống đất. Cuộc trận chiến đẫm máu chính thức bắt đầu. Huyền giả nhân loại vốn chiếm ưu thế về số lượng, nay đã không còn. Xét về thực lực thì huyền giả nhân loại kém hơn huyền giả của ba tộc ma minh yêu rất nhiều, nhưng cũng may là có Dương Diệp và hơn 100 sát thủ phụ trợ, nếu không chỉ sợ huyền giả nhân loại đã sớm chết hết rồi. Trong đám người của ba tộc ma minh yêu thì chẳng có một ai có thể chịu nổi một kiếm của Dương Diệp, mỗi lần Dương Diệp chém ra một kiếm thì sẽ có mấy cái đầu rơi xuống. Lúc này, Dương Diệp chẳng khác gì một hung thần ác sát, gặp ai là giết người đó. Viện huyết sát châu trong cơ thể Dương Diệp cũng dần dâng lên, sau đó điên cuồng hấp thu huyết khí và thi thể ở đó. Xuất! Một kiếm giết chết một tên huyền giả minh tộc, Dương Diệp đang chuẩn bị ra tay tiếp, đúng lúc đó, một dây xiềng xích màu đen đột nhiên phóng tới, đánh về phía cổ họng của Dương Diệp. Trong mắt Dương Diệp lóe lên sự hung tàn, chém mạnh một đường, keng, một tiếng, dây xích lập tức bị đánh bay ra, hồn u cũng xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Hai người liếc nhìn nhau, sau đó lập tức phóng về phía đối phương. Vào giờ phút này, bọn họ không cần nói những lời vô nghĩa nữa. Hừ, không cần thiết, người không chết thì ta chết, nói gì cũng chỉ là vô nghĩa mà thôi. Trong khi phóng về phía hồn u, một ngọn lửa nhỏ đột nhiên xuất hiện rồi nhanh chóng bao phủ lấy thanh long cốt kiếm trong tay Dương Diệp. Cổ tay Dương Diệp khẽ động, long cốt kiếm được hỏa diễm bao phủ lập tức phóng về phía hồn u. Hồn u hừ lạnh một tiếng. Đập mạnh xiềng xích trong tay, xiềng xích hóa thành một đường sáng đen đánh về phía trên thanh long cốt kiếm, keng, một tiếng, long cốt kiếm nhanh chóng bị đánh bay, khóe miệng hồn u nở một nụ cười châm chọc, nhưng đúng lúc đó sắc mặt của hồn u lập tức thay đổi. Bởi vì Dương Diệp đã biến mất ngay trước mắt hắn. Hồn u đang chuẩn bị rời đi, ngay lúc đó phía sau hắn vang lên một tiếng gió xé rách không khí, hồn u lập tức cảm giác được vai mình tê dần. Hắn cảm giác dường như có hai cái vuốt rồng đang giữ chặt lấy hai vai của hắn vậy, trong mắt hồn u hiện lên nỗi sợ hãi, hắn cũng chẳng kịp nghĩ nhiều, trong cơ thể lập tức trào ra một luồng khí đen cực kỳ khủng bố. Nhưng luồng khí đen kia không hề công kích về phía Dương Diệp, mà nó bị ngọn lửa nhanh chóng đốt cháy vào hư vô. Dương Diệp không chút do dự, hai vuốt nắm chặt lấy hai vai của hồn u và kéo mạnh về hai phía. Xoẹt xoẹt, hai người liếc nhìn nhau. Sau đó lập tức phóng về phía đối phương. Vào giờ phút này, bọn họ không cần nói những lời vô nghĩa nữa. Hừ, không cần thiết, người không chết thì ta chết, nói gì cũng chỉ là vô nghĩa mà thôi. Trong khi phóng về phía hồn u, một ngọn lửa nhỏ đột nhiên xuất hiện rồi nhanh chóng bao phủ lấy thanh long cốt kiếm trong tay Dương Diệp. Cổ tay Dương Diệp khẽ động, long cốt kiếm được hỏa diễm bao phủ lập tức phóng về phía hồn u. Hai cánh tay của hồn u bị Dương Diệp mạnh mẽ xé rách. Ở hai bên bả vai có khí đen phun ra như suối. A! À, một tiếng thét thảm thiết thê lương vang lên, thu hút ánh mắt của mọi người. Giờ đây, sắc mặt hồn u vặn vẹo, đúng lúc nào, một cái vuốt rồng đột nhiên đâm xuyên qua ngực hồn u, hai mắt hồn u trợn lên, trong mắt tràn ngập sự kinh sợ. Vẫn chưa xong, phịch một tiếng, toàn bộ cơ thể hồn u trực tiếp bị u minh quỷ hỏa bao phủ, chưa đến 2 giây thì hồn u đã hoàn toàn tiêu tan. Không còn sót lại một chút gì nữa. Mọi người ở đó đều ngây người ra, hồn u đã bước vào cảnh giới linh giả, nhưng hắn vẫn bị giết chết như thế sao? Dương Diệp làm sao làm được điều đó? Thật ra, Dương Diệp có thể giết chết hồn u là dựa vào vạn dặm trong chớp mắt của đôi giày rồng này. Vạn dặm trong chớp mắt không có uy hiếp gì với An Nam Tĩnh, nhưng hồn u không phải là An Nam Tĩnh, nên trong nháy mắt, dưới tình huống tốc độ bất ngờ tăng tên gấp 5 gần khiến hồn u trở tay không kịp, khiến hắn phải chịu một đòn chí mạng, khiến hồn u chưa kịp thể hiện ra thực lực chân chính đã phải nhắm mắt mà chết. Đúng lúc đó, viên huyết sát châu đột nhiên hóa thành một ánh sáng màu đỏ tiến vào mi tâm của Dương Diệp, hai mắt Dương Diệp lập tức biến thành màu đỏ đậm, không khác gì một biển máu. Huyết sát châu nhập vào mi tâm, thân thể Dương Diệp đột nhiên cứng lại, một luồng sát khí từ trong cơ thể hắn chợt khuếch tán ra ngoài. Sát khí cực kỳ sắc bén lại mang theo mùi máu tươi khiến cho người ta buồn nôn. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, huyền giả của ba tộc ma minh yêu lập tức vui mừng. Cho dù bọn họ không biết rốt cuộc Diệp Dương xảy ra chuyện gì, nhưng không thể nghi ngờ, đây chính là thời cơ tốt nhất để bọn họ giết chết Dương Diệp.
thân hình của ba mươi mấy tên huyền giả ma tộc thoáng động, bắn mạnh về phía Dương Diệp. Ba người Trương Liễu, Dạ vẫn còn có Hy Lạc ở bên cạnh nhất thời kinh sợ. Ba người bọn họ hợp lực lại mới có thể ngăn chặn Ma Kha đang bị trọng thương, căn bản không có cách nào bước ra được, nhìn thấy những huyền giả ma tộc phóng về phía Dương Diệp, trong lòng ba người nhất thời lạnh đi một nửa, lúc này Dương Diệp quả thật là chỗ dựa của mọi người, chết ai cũng không thể chết hắn. Vào lúc ba người chuẩn bị chia ra một người đi trợ giúp Dương Diệp, 20 bóng đen quỷ dị xuất hiện ở xung quanh Dương Diệp, hợp thành một vòng tròn. Nhìn thấy cảnh tượng này, ba người nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Nhìn thấy 20 bóng đen xuất hiện xung quanh Dương Diệp, đám người ma tộc lại sửng sốt, bọn họ lập tức phóng ra huyền khí. Lúc này không cần bất kỳ lời nói thừa thải nào, hai bên trực tiếp xông tới chém giết. Thời khắc huyết sát châu tiến vào mi tâm đó, cảnh tượng trước mắt Dương Diệp thay đổi. Trên quảng trường, sát khí vô tận, máu tươi chảy tràn khắp nơi, hài cốt chồng chất, oán khí ngập trời, còn có vô số oan hồn xuất hiện ở khắp nơi trên quảng trường này. Trong không khí tràn ngập mùi máu tươi cùng khí lưu kỳ lạ màu đỏ thắm. Dương Diệp đứng ở trên quảng trường nhìn tất cả mọi thứ trước mắt, mắt hắn giống như biển máu, kiếm ý giết chóc từ trong cơ thể hắn không ngừng tuôn ra, sau đó khuếch tán ra bốn phía xung quanh. À, đúng lúc này, những oan hồn trên quảng trường kia đột nhiên phát ra từng tiếng kêu thảm thiết chói tai, tất cả lập tức điên cuồng lao về phía Dương Diệp, không chỉ có như vậy, tất cả huyết khí tràn ngập trong không khí cũng tràn vào trong cơ thể của Dương Diệp. Chẳng mấy chốc, trong đầu Dương Diệp xuất hiện từng cảnh tượng. Đó là cảnh tượng gì? Cảnh tượng lúc những oan hồn này chết đi, cảnh tượng của một số oan hồn chết cực kỳ thê thảm tàn nhẫn giống như điện quang chớp giật không ngừng lóe lên trong đầu Dương Diệp khiến cho hai mắt Dương Diệp càng lúc càng đỏ hơn, đến cuối cùng tự nhiên chảy nước mắt đỏ như máu. Bảo vệ bản tâm, đừng để cho giết chóc khống chế ngươi. Đúng lúc này, giọng nói của Kiếm Linh đột nhiên vang lên ở trong đầu Dương Diệp. Dương Diệp nghe vậy thì giật mình, lập tức vội vàng trấn giữ lấy bản tâm, với kiếm tâm thông minh, hắn muốn làm cho tâm cảnh tỉnh táo cũng không phải là chuyện gì khó. Trước đó, hắn bị khống chế, chủ yếu vẫn bởi vì huyết sát châu này khiến cho hắn trở tay không kịp. Một lát sau, sát khí trong thân thể Dương Diệp càng lúc càng ít, trong hai mắt hắn cũng dần dần hiện ra vẻ tỉnh táo, không còn đỏ giống như lúc trước. Lại qua một lát, khi nhìn tình trạng chết thảm của những người đó trong mắt Dương Diệp hoàn toàn không còn dao động nữa, trong lòng hắn lại hiểu ra được vài điều. Thế nào là sống, thế nào là chết? Mỗi người đều hiểu về sống và chết không giống nhau, Dương Diệp hiểu câu nói đó vô cùng đơn giản, đó chính là kẻ thuận ta thì sống, người nghịch ta thì chết. Nghĩ đến đây, đầu óc Dương Diệp bỗng nhiên mở rộng. Kiếm dùng để làm gì? Kiếm đạo lại là đạo gì? Thật ra, tất cả không có phức tạp như thế, kiếm chính là dùng để giết người, kiếm đạo lại giống một hòn đá mài kiếm, là dùng để không ngừng mài kiếm, làm cho kiếm càng thêm sắc bén, sau đó để giết người tốt hơn. Đúng vậy, tất cả mọi thứ chưa từng phức tạp như thế, cũng không khó hiểu như vậy, cho dù là kiếm tâm thông minh thậm chí là kiếm ý hay là kiếm ý giết chóc, đều không phức tạp như thế, bởi vì xét đến cùng bọn chúng đều dùng để giết người. Kiếm đạo là đơn giản nhất. Dương Diệp chậm rãi mở mắt ra, trong mắt hắn vô cùng tỉnh táo. Mà vào lúc này, huyết sát châu chậm rãi từ mi tâm của hắn bay ra, sau đó lơ lửng ở trước mặt hắn. Nhìn huyết sát châu trước mắt, Dương Diệp chậm rãi lắc đầu. Huyết sát châu này là ngụy đạo khí, cũng chính là bản thân nó vốn có linh thức nhất định, sở dĩ trước đây nó yên lặng là bởi vì giết chóc cùng huyết khí không đủ. Cho nên nó vẫn yên lặng khiến cho Dương Diệp gần như đã quên mất nó. Lần này huyết khí cùng sát khí trong tiềm long tháp khiến cho nó hấp thu không ít cho nên nó mới có hành động cắn chủ trước đó. Chỉ là đáng tiếc cắn chủ không thành công, trái lại làm cho Dương Diệp hiểu sâu hơn về kiếm đạo, không nên nói là chắc hẳn đã khiến cho hắn nắm giữ kiếm đạo của mình. Kiếm đạo của Dương Diệp hắn là gì? Chính là đơn giản nhất. Nói chung, lần này hắn thu được lợi ích không gì sánh kịp. Lần này cũng khiến cho hắn thật sự hiểu được hàm nghĩa của kiếm tâm thông minh. Cái gọi là kiếm tâm thông minh thật ra không đơn giản chỉ dùng để phá huyền kỹ, kiếm tâm thông minh là một loại cảnh giới thông suốt bản chất của vạn pháp. Dương Diệp lắc đầu khẽ cười, nếu như hắn sớm hiểu rõ đạo lý này thì ở đã không bị An Nam Tĩnh đánh gần như không còn sức đánh trả. Bởi vì lấy ánh mắt bây giờ để nhìn An Nam Tĩnh trước đó hắn mới phát hiện tuy lực lượng cùng tốc độ của An Nam Tĩnh nhìn như không thể nào công kích, hoàn toàn không có sơ hở thật ra vẫn còn một số lỗi nhỏ.
đưa tay ra bắt lấy huyết sát châu, nhìn huyết sát châu trong tay Dương Diệp khẽ lắc đầu, sau đó thu nó vào bên trong vòng xoáy. Thứ này vẫn có tác dụng đối với hắn, đó chính là có thể nâng cao kiếm ý giết chóc của hắn, đúng vậy lúc này kiếm ý giết chóc của hắn đã đạt đến thất trọng. Công thần lớn nhất đương nhiên chính là huyết sát châu này, bởi vì trong huyết sát châu này ẩn chứa sát khí cùng mùi máu tanh cực kỳ nồng đậm, vừa vặn có thể dùng để nâng cao kiếm ý giết chóc của hắn. Dương Diệp cất xong huyết sát châu, lúc này mới nhìn đến cảnh tượng chém giết ở đây. Ánh mắt Dương Diệp lạnh lẽo, đặc biệt khi nhìn thấy được mấy thi thể người áo đen trước mặt hắn, hắn không biết mấy người này tên gọi là gì, nhưng hắn biết những người này đã chết vì hắn. Ha ha! Đúng lúc này, phía xa đột nhiên truyền đến tiếng cười to của Mục Quân. Dương nhìn lại, chỉ thấy ba con rồng năng lượng nhỏ màu vàng đang vây quanh người Mục Quân, mà không khí xung quanh hắn không ngờ thoáng hiện một đường cong vặn vẹo với mắt thường có thể thấy được. Cảnh giới linh giả. Tiếp theo, bên phía Ma Kha cùng Hồn U và cả Lạc Tuyết cùng Dương Diệp cũng có người đạt tới cảnh giới linh giả. Đột nhiên, Mục Quân liếc mắt nhìn về phía Dương Diệp, trong mắt lập tức lóe lên vẻ dữ tợn nói. Dương Diệp, hôm nay chúng ta sẽ giải quyết ân oán một lần đi. Lúc đó ta không có cách nào hoàn toàn nắm giữ nhân hoàng ấn. Hiện nay ta sẽ để cho ngươi xem thử uy lực thật sự của nó. Mục Quân nói dứt lời, cổ tay nhất thời chuyển động, lòng ấn màu vàng trong bàn tay hắn bắn nhanh về phía Dương Diệp, lòng ấn màu vàng đón gió tăng vọt, chưa đến một hơi thở đã hóa thành ấn lớn mấy trượng, giống như một ngọn núi đụng mạnh về phía Dương Diệp. Sắc mặt Dương Diệp không thay đổi, khi lòng ấn này bay tới cách người hắn một trượng, lúc này Dương Diệp mới phóng người nhảy lên, cổ tay thoáng động. Mũi kiếm của thanh kiếm xương rồng trong tay đâm thẳng vào chính giữa nhân hoàng ấn này. Keng! Một tiếng động vang lên. Lòng ấn cực lớn này chấn động mạnh, sau đó bay ngược về phía sau. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, đồng tử trong mắt của Mục Quân co lại, lực lượng của Dương Diệp lại lớn như vậy từ khi nào chứ? Không ngờ hắn có thể một kiếm đánh bay nhân hoàng ấn của hắn. Lúc này, An Nam Tĩnh ở bên cạnh đột nhiên xoay người nhìn về phía Dương Diệp. Trong mắt đầy vẻ kinh ngạc. Đương nhiên, lực lượng của Dương Diệp không lớn như vậy, sở dĩ hắn có thể một kiếm đẩy lùi long ấn này là dựa vào kiếm tâm thông minh, đúng vậy hắn phát hiện khiếm khuyết của long ấn này, một kiếm kia của hắn chính là đánh vào chỗ yếu nhất của long ấn này, giống như hai người đánh nhau, đầu của một người đánh về phía nắm đấm của đối phương như vậy đương nhiên là đánh không được, nhưng nếu như hắn lấy đầu của mình đánh vào mạng của đối phương thì sao? Lấy sở trường của mình đi đối đầu với khuyết điểm của người khác. Đây là cách mà Dương Diệp đang sử dụng lúc này. Sắc mặt Mục Quân thoáng dữ tợn, rõ ràng hắn không nghĩ tới sau khi thực lực của hắn trở nên mạnh mẽ, Dương Diệp này cũng như vậy. Hắn hừ lạnh một tiếng và muốn ra tay, Dương Diệp đối diện hắn lại đột nhiên biến mất, trong giây lát lại xuất hiện ở trước mặt hắn, chỉ thấy Dương Diệp thản nhiên nói. Thật ra, ta nhìn người không vừa mắt từ lâu rồi. Người nói đúng. Ân oán trước kia của chúng ta sẽ giải quyết một lần vào ngày hôm nay đi. Diệp Dương vừa dứt lời đã đâm thẳng một kiếm vào ngực Mục Quân, tốc độ của hắn không phải rất nhanh, lực lượng cũng không phải quá lớn, cũng không có tăng thêm u minh quỷ hỏa hoặc kiếm ý, nhưng một kiếm đơn giản như vậy lại khiến cho An Nam Tĩnh càng thêm kinh ngạc. Mà Mục Quân lại cười châm chọc, chỉ với một kiếm đơn giản như vậy, lại muốn giết hắn sao? Đầu của Dương Diệp bị lừa đá sao? Đột nhiên, tốc độ của Dương Diệp tăng mạnh, sau đó quỷ dị xuất hiện ở phía sau Mục Quân, sau đó thanh kiếm xương rồng mang theo kiếm quang đâm thẳng vào lưng của Mục Quân, động tác nhanh chóng, hoàn toàn không có dư thừa hay hoa chiêu. Giây phút Dương Diệp đột nhiên biến mất, sắc mặt Mục Quân đã thay đổi. Đúng lúc này hắn cảm thấy phía sau lạnh cả người, Mục Quân kinh hãi xoay người lại đánh ra một quyền, một con rồng năng lượng nhỏ màu vàng đột nhiên nhanh chóng hiện ra. Sau đó hắn chuẩn bị lao ra. Rời khỏi phạm vi chiến đấu, nhưng kiếm trong tay Dương Diệp hơi lệch sang bên cạnh đánh vào mi tâm con rồng năng lượng màu vàng đó, am, một tiếng động nhỏ vang lên con rồng màu vàng vỡ ra. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong mắt Mục Quân cuối cùng xuất hiện vẻ kinh hoàng, huyền kỳ của hắn là hạ phẩm thiên cấp, nhưng lại bị một kiếm đơn giản của Dương Diệp phá vỡ, làm sao Dương Diệp làm được? Dương Diệp cũng không lãng phí thời gian, một kiếm phá đi huyền kỹ của Mục Quân, tiếp theo cổ tay thoáng động. Động một cái. Trường kiếm tiến quân thần tốc, mũi kiếm đâm vào ngực Mục Quân, Dương Diệp lại nhíu mày lại bởi vì kiếm của hắn bị thứ gì ngăn chặn, không có cách nào tiến vào được. Trường kiếm nhẹ nhàng xoay tròn, tiếp theo nảy lên, trang phục của Mục Quân lập tức nổ tung,
bên trong là huyền giáp tản ra ánh sáng màu vàng. Ha ha! Đột nhiên Mục Quân phá lên cười, cười một lát hắn nhìn Dương Diệp trong mắt đầy vẻ châm chọc cùng hài hước nói. Dương Diệp, không phải người nói một kiếm phá vạn pháp sao? Tới đây đi, ta đứng ở chỗ này để cho ngươi đâm, ta xem thử ngươi có thể đâm rách hoàng giáp chuẩn đạo khí này hay không? Tới đây đi, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội. Không để ý tới vẻ đắc ý của Mục Quân kia, thanh kiếm xương rồng trong tay Dương Diệp đột nhiên đâm chếch lên, khi tới cổ Mục Quân bỗng đâm vọt vào, khi mũi kiếm của thanh kiếm xương rồng sắp chạm đến cổ của Mục Quân, một vảy giáp màu vàng che phủ lên trên cổ Mục Quân, ngăn cản thanh kiếm xương rồng của Dương Diệp, còn chấn động tới mức khiến cho thanh kiếm xương rồng kêu, ong ong, vang dội. Dương Diệp nhíu mày, nhân hoàng giáp, trong miệng Mục Quân này có lực phòng ngự rất mạnh, hơn nữa còn bao trùm cả người của Mục Quân, không có sơ hở. Phá thế nào? Trên mặt Mục Quân càng thêm xem thường. Nhân hoàng giáp này là chuẩn đạo khí, bên trong ẩn chứa khí tức các đời nhân hoàng, có thiên địa CHDE trở. Đừng nói ngươi chỉ vừa mới trở thành huyền giả cảnh giới linh giả, cho dù ngươi là cường giả cảnh giới linh giả đỉnh phong cũng không làm gì được nó. Phải vậy không? Dương Diệp đột nhiên cười với vẻ quỷ dị, đầu ngón chân hắn chạm nhẹ xuống mặt đất và bắn ra nhanh như điện chớp, thanh kiếm xương rồng trong tay đâm thẳng vào chỗ mi tâm của Mục Quân, trên mặt Mục Quân vẫn mang theo vẻ xem thường nồng đậm, bởi vì kiếm của Dương Diệp vẫn bị nhân hoàng giáp ngăn cản. Đột nhiên, khóe miệng Dương Diệp cong lên nụ cười tà, một ngọn lửa đột nhiên xuất hiện ở chỗ mũi kiếm, miếng vảy nhân hoàng giáp hiện ra kia lập tức lõm vào trong. Trong phút chốc, sắc mặt Mục Quân trắng bệch đang chuẩn bị né tránh. Lúc này mũi kiếm của Dương Diệp chợt xoay tròn, sau đó, phập, một tiếng, mảnh vảy này nứt ra một lỗ thủng nhỏ, huyền kiếm của Dương Diệp xuyên qua mi tâm của Mục Quân. Mọi người ở đó ngây ra như phỗng, cho dù là huyền giả nhân loại, hay là huyền giả của ba tộc ma minh yêu đều ngừng chiến đấu, ngây người nhìn lỗ kiếm xuất hiện nơi mi tâm Mục Quân. Dương Diệp trở nên khủng khiếp như vậy từ lúc nào? Hồn U cùng với Mục Quân đã bước vào cảnh giới linh giả đều bị chết ở dưới kiếm của hắn. Trong mắt Lạc Tuyết có vẻ nghiêm trọng, bởi vì hắn phát hiện Dương Diệp lúc này dường như có sự khác biệt. Trong mắt của An Nam Tĩnh lại lóe ra ánh sáng hưng phấn, giống như người thợ săn phát hiện được con mồi. Một kiếm chém chết Mục Quân, Dương Diệp vẫy tay một cái, nhân hoàng ấn trong tay và cả nhân hoàng giáp mặc trên người Mục Quân lập tức bay đến trong tay hắn, nhưng Dương Diệp còn chưa kịp vui mừng, hai chuẩn đạo khí này lại đột nhiên bạo phát ra ánh sáng màu vàng rực rỡ, sau đó trực tiếp bao phủ Dương Diệp vào trong. Khí linh hộ chủ. Trong ánh sáng màu vàng, Dương Diệp hừ lạnh một tiếng, kiếm ý phun mạnh ra ngoài, lập tức phá vỡ tầng kiếm quang kia, sau đó hai tay chụp xuống bắt lấy hai món chuẩn đạo khí trong tay. Hai chuẩn đạo khí còn muốn giãy giụa, nhưng lại bị Dương Diệp trực tiếp ném vào bên trong vòng xoáy đan điền, tiến vào vòng xoáy đan điền hai chuẩn đạo khí lập tức trở nên thành thật. Tay lại vung lên, nạp giới đeo trên tay Mục Quân bay đến trong tay hắn, cũng không cần nhìn Dương Diệp đã thu nó vào trong. Bây giờ không phải là lúc đi xem bên trong bảo bối có gì, hắn còn có chuyện quan trọng hơn phải làm. Đúng lúc này, một đường kiếm chợt lóe lên, thi thể Mục Quân trực tiếp biến mất, Dương Diệp khẽ nhíu mày cũng không quan tâm, tay cầm thanh kiếm xương rồng xoay người nhìn về phía Trương Liễu cùng Dạ Vẫn, khi thấy vô số vết máu trên người của hai người, một luồng lệ khí từ trong mắt Dương Diệp hiện lên. Dương Diệp hít sâu một hơi và đi tới trước mặt hai người. Sau đó móc ra một lá bùa trị liệu cực phẩm dán vào trên thân của hai người, nói. Chuyện tiếp theo giao cho ta. Dương Diệp nói xong lại nhìn Ma Kha bên cạnh, sau đó chậm rãi đi về phía người này, nói. Thật ra, bất kể là nhân loại hay là ma tộc đều có thể ở trong tầng thứ tư này cố gắng tu luyện. Mục đích của mọi người tới Tiềm Long Tháp chỉ là để trở nên mạnh mẽ mà thôi. Ba tộc ma minh yêu các ngươi lại muốn chém tận giết tuyệt chúng ta. Ta muốn hỏi một chút, người chém tận giết tuyệt chúng ta rồi sao? Ma Kha, nhìn những thi thể của thành viên ma tộc bên cạnh người đi, đây là điều người muốn sao? Buồn cười. Ma Kha bật cười một tiếng, nói. Dương Diệp, nếu như nhân loại các ngươi có người đạt được cảnh giới linh giả trước, người cảm thấy huyền giả nhân loại của ngươi sẽ cùng sống chung hòa bình với chúng ta sao? Ha ha, ta xem rất khó, bị tàn sát chính là huyền giả của ma tộc chúng ta. Không cần nhiều lời, thực lực ngươi hình như tăng lên rất nhiều, cũng tốt không cần đợi đến Tiềm Long bảng, bây giờ chúng ta sẽ đấu một trận sống chết, người thấy thế nào? Quả thật không cần nhiều lời. Dương Diệp gật đầu,
Hắn không phải là một người thích nói nhiều, sở dĩ hắn nhiều lời như vậy là hắn đau lòng những huyền giả nhân loại chết đi đó còn có đám sát thủ kia của hắn. Trước đây những người này còn sống sờ sờ trước mắt hắn mà bây giờ những người này lại trở thành từng khối thi thể lạnh như băng. Dương Diệp hắn không phải là một người nhân từ mềm lòng, đối mặt với kẻ địch cho dù là giết hàng triệu người hắn cũng sẽ không chớp mắt một cái. Nhưng khi thấy người một nhà mỗi người trở thành thi thể lạnh như băng, hắn không nhịn được đau lòng. Đây là một ý nghĩ ích kỷ, nhưng thử hỏi người đời ai có thể không vụ lợi chứ? Vẫn là câu nói kia, Dương Diệp hắn chỉ giúp người thân chứ không giúp kẻ bên ngoài, bởi vì lúc gặp nguy nan, người đứng ở bên cạnh ngươi mãi mãi là người thân và huynh đệ của ngươi. Người bên ngoài ư, không cần phải nói nữa, nắm đấm của ai mạnh hơn thì đứng về kẻ đó. Nếu như ngươi chết thì tất cả huyền giả nhân loại ở đây cùng với lầu dưới sẽ không có người nào có thể sống sót rời đi Tiềm Long Tháp. Một luồng ma khí từ trong cơ thể của Ma Kha lao ra, minh thần thương trong tay Ma Kha nhanh chóng xoay tròn, mũi thương lóe ra sánh lạnh lẽo khiến người ta sợ hãi. Dương Diệp gật đầu, nói. Vậy nếu như Ma Kha ngươi chết, tất cả huyền giả ma tộc tới từ Nam Vực, à còn có huyền giả của Minh tộc cùng với Yêu tộc cũng không ai có thể quay về. Ha ha, vậy thì tới đi. Ma Kha ngửa đầu gầm lên một tiếng, lập tức chân phải đạp mạnh xuống đất, minh thần thương trong tay bắn ra, trong chớp mắt đi tới trước người Dương Diệp, chớp mắt minh thần thương trong tay đâm vào ngực Dương Diệp, lực lượng cường đại trực tiếp khiến cho minh thần thương đi qua nơi nào không gian nơi ấy vặn vẹo nghiêm trọng. Sắc mặt Dương Diệp không thay đổi, khi minh thần thương đi tới trước ngực hắn chỉ cách vài phân, thanh kiếm xương rồng trong tay hắn nhẹ nhàng vung lên đánh vào phía dưới cách minh thần thương nửa tấc. Keng một tiếng vang lên, lực lượng khủng khiếp ẩn chứa trong minh thần thương lập tức bị giảm bớt 8-9 phần, cùng lúc đó minh thần thương kia cũng trực tiếp bị một kiếm này của Dương Diệp làm thay đổi phương hướng. Dương Diệp không bỏ qua cơ hội lần này, hắn bước nhanh ra, thanh xương rồng kiếm trong tay đâm thẳng vào ngực Ma Kha tới tốc độ nhanh như tia chớp. Biết rõ phòng ngự trên người Ma Kha rất khủng khiếp nên Dương Diệp cũng không giấu giếm, U Minh Quỷ Hỏa hóa thành một ngọn lửa lớn bằng ngón tay cái bao vây chỗ mũi kiếm. Dương Diệp cũng tập trung sức lực cả người vào chỗ mũi kiếm. Lúc này, chỗ mũi kiếm của Dương Diệp ẩn chứa lực lượng vô cùng khủng khiếp, mũi kiếm đi qua nơi nào, từng tiếng không khí nổ mạnh không ngừng vang lên bên tai. Cảm thấy trong kiếm của Dương Diệp ẩn chứa lực lượng khủng khiếp, Ma Kha không dám khinh thường, tuy không dám nhưng hắn lại không lựa chọn né tránh, bởi vì lúc này nếu như né tránh vậy thì tương đương với thua về phương diện khí thế. Hơn nữa, với khoảng cách gần như thế, hắn căn bản không có cách nào né tránh. Nếu không thể né tránh, vậy cũng chỉ có cố gắng chống đỡ. Ma Kha hét to một tiếng, nắm đấm tay trái phủ đầy vảy màu đen chợt đánh về phía mũi kiếm của Dương Diệp. Vào lúc nắm đấm của Ma Kha sắp đánh vào mũi kiếm Dương Diệp, ánh mắt của Ma Kha co lại kịch liệt, bởi vì hắn phát hiện bản thể của Dương Diệp đã lập tức biến mất, lúc này trước mặt hắn, chẳng qua là tàn ảnh của Dương Diệp. Đúng lúc này, một tiếng xé gió chói tai đột nhiên vang sau lưng Ma Kha. Một mũi kiếm hiện lên ánh lửa nhỏ lập tức đánh vào phía sau lưng hắn. Một kiếm xuyên qua thân thể Ma Kha, nhưng Dương Diệp lại không có vẻ gì vui mừng, ngược lại hắn nhíu mày. Bởi vì hắn đâm thủng qua là một đạo tàn ảnh. Người cho rằng chỉ có người mới nắm giữ được tốc độ kinh người sao? Giọng nói của Ma Kha vang lên từ phía sau lưng Dương Diệp. Ngay lập tức, minh thần thương nhắm thẳng vào gáy của Dương Diệp. Dương Diệp đột nhiên xoay người. Trường kiếm đâm thẳng và minh thần thương của Ma Kha. Keng! Một tiếng kim loại va chạm vào nhau vang vọng, lực lượng cực lớn khiến cho hai người chợt lui 7-8 trường mới dừng lại được. Nhưng trong phút chốc, hai người lại lao vào nhau, sau đó từng tiếng kim loại va chạm không ngừng vang vọng. Lực lượng của hai người tương đương nhau, phòng ngự cũng tương đương nhau, cảnh giới giống nhau, ý thức chiến đấu cũng chênh lệch không bao nhiêu, cho nên cuộc chiến đấu của hai người đặc biệt ác liệt. Dương Diệp dần dần chiếm thượng phong, bởi vì hắn có kiếm tâm thông minh nên mỗi lần đều có thể dễ dàng hóa giải công kích của Ma Kha, đồng thời làm ra phản kích hữu hiệu. Chẳng qua cũng không có tác dụng gì, bởi vì cho dù hắn đâm đối phương một kiếm, cũng không có khả năng làm cho đối phương bị thương, thậm chí còn chẳng thể khiến cho đối phương bị rách ra. Tương tự, Ma Kha thỉnh thoảng đâm chúng vào trên người của Dương Diệp một thương, cũng không thể tạo thành tổn thương nào mang tính thực chất cho Dương Diệp. Chính bởi vậy, nếu như hai người không lấy ra hết con át chủ bài, bọn họ phải giết đối phương thì gần như không có khả năng. Keng! Một thương và một kiếm va chạm mạnh vào nhau ở trên không trung,
chỗ va chạm bắn ra các tia lửa, lực lượng cường đại khiến cho thương và kiếm đều chấn động mạnh, Dương Diệp cùng Ma Kha lập tức liên tiếp lui về phía sau, hai bên tách ra. Xem ra không cần đợi đến khi Tiềm Long Bảng bắt đầu nữa. Đúng lúc này, đột nhiên giọng nói của An Nam Tĩnh vang lên, An Nam Tĩnh chậm rãi đi tới trên Tiềm Long Đài và liếc mắt nhìn Ma Kha cùng Dương Diệp. An Nam Tĩnh hơi lắc đầu, nói. Tiềm Long Bảng, người có tư cách tranh đoạt cũng chỉ có mấy người chúng ta. Đối với ta, so tài từng trận một thì thật sự quá phiền phức, cho nên, các ngươi cùng tiến lên đi. Các ngươi thấy thế nào? Tất cả mọi người ở đó lập tức hóa đá. Cùng tiến lên, ông trời ơi, bọn họ không nghe lầm chứ. An Nam Tĩnh lại muốn Ma Kha và Dương Diệp cùng tiến đấu với nàng. Có phải nàng đã phát điên rồi không? Ma Kha cùng Dương Diệp cũng thoáng ngẩn người ra, chẳng lẽ nữ nhân này lại thật sự nổi điên rồi sao? Không ngờ nàng lại bảo bọn họ cùng tiến lên. Nàng thật sự cho rằng nàng đã vô địch sao? Lúc này, An Nam Tĩnh lại thản nhiên nhìn Lạc Tuyết bên cạnh, mở miệng ra vẫn là lời lẽ kinh người như vậy. Ngươi cũng lên cùng đi, không cần lộ ra bộ mặt kinh ngạc cùng buồn cười như vậy. Ta biết thực lực ngươi không kém gì Ma Kha cùng Dương Diệp, thậm chí mạnh hơn hai người bọn họ rất nhiều. Tuy nhiên đối với ta, nó cũng chỉ là vô nghĩa mà thôi. Vì giảm bớt phiền phức, ba người các ngươi cùng lên đi. Lạc Tuyết khẽ lắc đầu mỉm cười và nói. Ta biết nàng có bản lĩnh để cuồng ngạo, nhưng xin lỗi, ta sẽ không cùng bọn họ chiến đấu với nàng. Đương nhiên, nếu như nàng muốn một mình khiêu chiến ta, như vậy thì ta sẽ ứng chiến. An Nam Tĩnh, nàng thật sự cho rằng mình đã là vô địch rồi sao? Ma Kha ở bên cạnh lạnh lùng nói. Cùng nhau khiêu chiến với nàng à, nàng tính toán thật hay nhỉ? Thắng, nàng lại là người xuất sắc nhất từ trước tới nay, danh tiếng vũ thần của nàng càng thêm vững chắc. Mà cho dù nàng có thua, cũng có thể nổi danh trên đại lục. Ta biết nàng rất mạnh, nhưng thành thật mà nói, nàng còn chưa đủ tư cách để chúng ta cùng nhau khiêu chiến nàng. Bất kể Ma Kha hay là Lạc Tuyết đều là người cao ngạo. Bảo bọn họ cùng nhau khiêu chiến An Nam Tĩnh sao? Đó chính là đang sỉ nhục bọn họ. Dương Diệp im lặng, hắn đã giao đấu với An Nam Tĩnh nên càng biết rõ An Nam Tĩnh có thực lực kinh khủng tới mức nào. Cho dù An Nam Tĩnh rất điên cuồng, nhưng nàng cũng không phải là một người không có đầu óc. Nàng đã dám mạnh miệng nói như vậy thì chứng tỏ nàng nhất định có lòng tin chắc chắn. Chẳng qua trong lòng Dương Diệp cũng rất nghi ngờ, An Nam Tĩnh rốt cuộc dựa vào đâu mà có lòng tin như vậy. Bất kể là hắn hay Ma Kha, thậm chí là Lạc Tuyết, lúc này thực lực của bọn họ thể hiện ra đều đặc biệt khủng khiếp. Có thể bất kỳ ai trong ba người bọn họ tiến vào Tiềm Long Bảng nào khác, chắc hẳn đều sẽ giành được vị trí đứng đầu. Hơn nữa Dương Diệp tin tưởng sâu sắc, bất kể là Ma Kha, thậm chí là Lạc Tuyết đều có con át chủ bài kinh người. Mà An Nam Tĩnh khẳng định cũng biết những điều này, nếu đã biết, sao nàng vẫn dám mở miệng nói ra những lời nói ngông cuồng như vậy, cuối cùng là nàng quá mức cuồng vọng, hay là hoàn toàn tự tin. An Nam Tĩnh nghe được Ma Kha cùng Lạc Tuyết nói vậy, nàng khẽ lắc đầu, sau đó liếc mắt nhìn Dương Diệp, nói. Ngươi có muốn không? Chức năng nhiều may mắn. Dương Diệp khẽ nói một tiếng. An Nam Tĩnh liếc mắt nhìn ba người, sau đó nói. Nếu như ba người các người đồng loạt ra tay, thật ra còn có một cơ hội, dù sao thực lực của ba người các ngươi không kém. Nhưng đáng tiếc, vì chút mặt mũi cùng cái gọi là cao ngạo không thể hiểu được kia, các ngươi đã bỏ qua cơ hội này. An Nam Tĩnh vừa dứt lời, thân hình nàng đã thoáng động và lao tới trước tấm bia đá, sau đó nàng đặt bàn tay ở trên tấm bia đá này. Tấm bia đá chợt bạo phát ra một tia sáng chói mắt, ở trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, tên An Nam Tĩnh đã xuất hiện ở dưới đáy xếp hạng của tấm bia đá. Tiếp theo, cái tên kia nhảy lên trên, không đến một hơi thở, nó lại di chuyển tới vị trí thứ 5. Sau khi dừng lại, vị trí thứ 5 mấy hơi thở, cái tên lại tiếp tục di chuyển, đi tới phía dưới vị trí thứ 3, cũng chính là phía dưới tên của tổ sư của Kiếm Tông. Lại qua vài hơi thở, ở trong ánh mắt chấn động của mọi người, tên An Nam Tĩnh nhảy vọt qua tên của tổ sư của Kiếm Tông cùng cái tên thứ 2 chưa từng sợ hãi thiên hạ. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, tất cả mọi người ở đó ngây ra như phỗng. Không ngờ An Nam Tĩnh này lại vượt qua tổ sư của Kiếm Tông. Không ngờ tiềm lực của nàng tự nhiên vượt qua người mạnh nhất trong vạn năm qua hà. Điều này chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ là ở trong tương lai không xa, đại lục sẽ xuất hiện một cường giả siêu cấp.
Lúc này sắc mặt của Dương Diệp cùng Ma Kha còn có Lạc Tuyết đều trở nên nghiêm trọng. Không ngờ tiềm lực của An Nam Tĩnh này lại vượt qua tổ sư của Kiếm Tông, điều này khó tránh khỏi quá kinh khủng đi. Cho dù ba người bọn họ đều rất có lòng tin vào bản thân mình, cũng là người rất cao ngạo, nhưng ba người bọn họ lại không cảm thấy mình có thể yêu nghiệt hơn cả tổ sư của Kiếm Tông kia. Mà lúc này, này An Nam Tĩnh đã dùng sự thực nói cho bọn họ, tiềm lực của nàng đã vượt qua tổ sư của Kiếm Tông năm đó. Nhưng mọi chuyện còn chưa kết thúc, vào lúc đám người Dương Diệp đang chấn động, trong tấm bia đá này đột nhiên lại bạo phát ra một ánh sáng chói mắt. Ngay lập tức, cái tên An Nam Tĩnh kia vượt qua tên Thanh Loan Phong Vũ Thần đời thứ nhất của Đại Lục Huyền Giả, và nó xuất hiện ở vị trí đầu tiên trên bia Tiềm Long. Tất cả mọi người ở đó lại giống như hóa đá rồi. Tiềm lực của An Nam Tĩnh tự nhiên lại vượt qua cả Vũ Thần đời thứ nhất à? Mấy vạn năm qua vẫn không có người nào có thể vượt qua Vũ Thần đời thứ nhất, nhưng An Nam Tĩnh này lại làm được. Cho dù điều này không có nghĩa là thành tựu của An Nam Tĩnh sau này nhất định có thể vượt qua Vũ Thần đời thứ nhất, nhưng nó lại chứng minh cho tiềm lực của An Nam Tĩnh vượt qua Vũ Thần đời thứ nhất. Nếu như An Nam Tĩnh không ngã xuống, sau này, nàng nhất định có thể vượt qua tổ sư của Kiếm Tông cùng với Thanh Loan Phong. Trong đại lục cũng sẽ lại xuất hiện một cường giả siêu cấp. Đúng lúc này, lão nhân tóc trắng Thiên Huyễn xuất hiện. Khi nhìn thấy hàng chữ trên cùng đã biến thành ba chữ An Nam Tĩnh, trong mắt Thiên Huyễn hiện lên sự phức tạp, sau đó lập tức biến thành vẻ hưng phấn. Ánh mắt của hắn tập trung ở trên người của An Nam Tĩnh, nói. Ta là trưởng lão của tông môn cửu phẩm Thượng Tiêu Tông, ta đại biểu cho Thượng Tiêu Tông mời nàng gia nhập Thượng Tiêu Tông. Trong tông môn, bất kể là công pháp còn là huyền kỹ, thậm chí là huyền bảo, đều tùy cho nàng lựa chọn. Không chỉ có như vậy, nàng còn có thể đưa ra bất kỳ yêu cầu hợp lý nào. Nàng thấy thế nào? Thiên Huyễn, người vi phạm quy định rồi. Đúng lúc này, một đạo nhân xuất hiện ở giữa sân, hắn lạnh lùng liếc mắt nhìn Thiên Huyễn, sau đó nói. Thiên Huyễn, Tiềm Long bảng còn chưa kết thúc, ngươi lại dám bắt đầu một mình lôi kéo người, điều này không phù hợp quy định, đúng không? Phong tu, Thượng Tiêu Tông ta nhất định phải có nàng. Trong giọng nói của Thiên Huyễn lộ ra sự kiên quyết không cho phép người khác được nghi ngờ. Buồn cười. Đạo nhân cười lạnh, nói. Nhất định phải có nàng sao? Ngươi dựa vào cái gì chứ? Dựa vào số tuổi của Thiên Huyễn ngươi lớn à? Trong mắt Thiên Huyễn ánh lên vẻ giận dữ, sau khi trầm ngâm một lát, hắn nói. Phong tu, ta lùi tại một bước, trong số thiên tài nhân loại trên Tiềm Long bảng tần này, Thương Tiêu Tông ta chỉ cần nàng, còn tại đều thuộc về Thanh Nguyên Tông người. Ngươi thấy thế nào? Ngươi tạm thời khoan hãy từ chối, ngươi xem kiếm tu tên Dương Diệp kia đi. Hắn còn trẻ tuổi như vậy mà đã lĩnh ngộ được kiếm ý, hơn nữa còn là kiếm ý giết chóc tầng 7, loại thiên tài kiếm đạo như vậy cũng không kém hơn nữ hài này bao nhiêu chứ. Còn có những huyền giả nhân loại ở đây nữa, mỗi người bọn họ đều không tệ. Thiên tài kiếm đạo à? Phong tu liếc mắt nhìn Dương Diệp, sau đó lập tức cắt ngang lời Thiên Huyễn, tức giận nói. Thiên Huyễn, người cho rằng ta là kẻ ngu ngốc sao? Thiên tài kiếm đạo à? Hắn chẳng qua cũng chỉ là kiếm ý tầng 7 mà thôi, hơn nữa tuổi thọ của hắn lại ngắn ngủi không còn được mấy năm. Lấy hắn ra so sánh với nữ hài này sao? Ngươi đùa kiểu gì vậy hả? Cho dù là 1000 hắn cũng không bằng nửa nữ hài này đâu. 1000 người như mình cũng kém hơn nửa phần của An Nam Tĩnh sao? Khi Dương Diệp nghe được câu này, hắn khẽ cười lạnh, lão đạo này nói thật trắng trợn. Tông môn cửu phẩm thì rất nổi bật sao? Quả thật rất nổi bật. Tuy nhiên vậy thì tính sao? Dương Diệp hắn không có tông môn không phải vẫn sống rất tốt sao? Hắn lười để ý tới lão đạo này, dù sao hắn cũng chưa từng nghĩ mình sẽ gia nhập Thanh Nguyên Tông này. Tiền bối sai rồi. Lúc này, An Nam Tĩnh đột nhiên nói. Mặc dù hắn chỉ là kiếm ý tầng 7, nhưng hắn đã nắm giữ kiếm đạo của mình, phóng tầm mắt nhìn ra khắp thiên hạ, những kẻ sử dụng kiếm trong thế hệ trẻ hiện nay, không một người nào có thể sánh vai cùng hắn. Nữ hài này nói không sai. Lúc này Thiên Huyễn cũng nói. Phong tu, tiểu tử này lại có thể chém giết thiên tài Mạc Gia đã đạt được kiếm ý tầng 8, đồng thời nhận được vỏ kiếm cổ thừa nhận, trở thành kiếm hoàng thế hệ mới. Cho dù hắn không bằng nữ hài, nhưng phóng tầm mắt ra toàn bộ đại lục huyền giả, số lượng người trong thế hệ trẻ có thể thắng được hắn, chắc hẳn không vượt quá một tay. Hơn nữa, quan trọng nhất là hắn đến từ Nam Vực, lại là một tán tu. Phong tu nghe vậy thì nheo mắt lại,
ánh mắt hắn lại tập trung ở trên người Dương Diệp. Quan sát Dương Diệp một lúc, Phong Tu vẫn chậm rãi lắc đầu, nói. Kiếm ý tập trung không tan, giống như kiếm sắc đợi được ra khỏi vỏ, tài năng bộc lộ, kiếm thế sắc bén, là một hạt giống tốt. Chẳng qua đáng tiếc, bản thân hắn nhận nguyền rủa của ông trời nên tuổi thọ cũng chỉ có mấy năm. Hơn nữa, cho dù hắn là kiếm hoàng, nhưng so sánh với nhà đầu An gia kia, vẫn chênh lệch quá nhiều, không cần cũng được. Tiền bối, ngài lại sai rồi. Lần này người nói không phải là ai khác, mà là Hy Lạc công tử vẫn luôn im lặng. Phong Tu thản nhiên liếc mắt nhìn Hy Lạc công tử, nói. Vô Cực tông tử, lần này hình như đã khiến cho Vô Cực tông của mình bị mất mặt rồi. Ngươi ở trước mặt huyền giả ma tộc lại bị làm cho chật vật như vậy, nếu như sư phụ của ngươi biết, chắc hẳn sẽ bị ngươi làm cho tức chết. Hy Lạc công tử lắc đầu, nói. Phong tiền bối nói Dương Diệp không bằng An Nam Tĩnh, ta thừa nhận điều này. Dù sao nàng thật sự quá mức yêu nghiệt, nhưng tiền bối lại không nên khinh thường Dương Diệp, bởi vì hắn thật sự rất mạnh, cho dù là ta cũng thấy mặc cảm. À, Phong Tu khẽ nhướng mày. Trong mắt lộ ra một tia hứng thú, nói. Không ngờ hắn lại làm cho tiểu tử ngươi phải nói ra hai chữ mặc cảm. Chẳng lẽ lần này Phong Tu ta đã thật sự nhìn nhầm rồi sao? Phong Tu nói xong, quay đầu lại nhìn về phía Dương Diệp, nói. Tiểu tử, đừng nói là ta không cho ngươi cơ hội, ngươi thi triển ra tất cả con át chủ bài của ngươi, nếu như ngươi có thể làm cho ta thỏa mãn, ta lại để ngươi gia nhập Thanh Nguyên Tông của ta. Dương Diệp nghe vậy thì thấy buồn cười. Đây là đang bố thí cho hắn sao? Dương Diệp hắn cần đối phương bố thí sao? Hắn lắc đầu mỉm cười và nói. Không cần, như tiền bối đã biết, vãn bối quả thật chỉ có tuổi thọ không được mấy năm, gia nhập tông môn của tiền bối, cũng chỉ lãng phí tài nguyên trong tông môn của tiền bối mà thôi. Phong Tu vẻ tươi cười thu lại, nói. Vẫn là còn quá trẻ tuổi, ngươi có biết bởi vì lời giận dỗi của ngươi đã khiến ngươi bỏ lỡ điều gì hay không? Không được tông môn bồi dưỡng, cho dù ngươi nhận được vỏ kiếm cổ thừa nhận, vậy lại thế nào? Vỏ thanh kiếm cổ này có thể bỏ qua Mạc Khinh Ngữ, ngày khác khi thực lực ngươi không đủ, nó cũng sẽ bỏ qua ngươi, ngươi có hiểu rõ không? Vậy cũng không phiền đến tiền bối phải quan tâm. Dương Diệp khẽ nói, Dương Diệp hắn sao có thể làm ăn mày được? Phong Tu hừ lạnh một tiếng, hắn nhìn sang An Nam Tĩnh trên thân, sau đó nói. Thiên Huyễn đáp ứng điều kiện của nàng. Thanh Nguyên Tông ta cũng có thể thỏa mãn nàng, không chỉ có như vậy, ta còn có thể làm chủ, nếu nàng gia nhập Thanh Nguyên Tông ta, lập tức có thể trở thành đệ tử nhập môn của Tông chủ Thanh Nguyên Tông ta, trở thành Tông chủ đời tiếp theo của Thanh Nguyên Tông, nàng thấy thế nào? Thiên Huyễn đứng bên cạnh nghe vậy thì nhíu mày, hắn đang chuẩn bị nói gì đó, lại thấy An Nam Tĩnh chậm rãi lắc đầu, nói. Hai vị tiền bối không cần lãng phí thời gian ở trên người ta đã có sư phụ cùng Tông môn rồi. Cái gì? Hai người Phong Tu cùng Thiên Huyễn đồng thời nhíu mày. Thiên Huyễn trầm giọng nói. An nha đầu, người đã có tông môn, lại có sự phụ rồi sao? An Nam Tĩnh gật đầu, nói. Quả thật ta đã có rồi, tuy nhiên ta không thể nói cho hai vị tiền bối biết được. Nếu như hai vị tiền bối không còn chuyện gì khác, vậy mở ra Tiềm Long bảng. Ta không muốn lãng phí quá nhiều thời gian đây nữa. Hai người nghe nàng nói vậy. Trên mặt nhất thời lộ ra cay đắng. Bọn họ phát hiện ra một thiên tài siêu cấp, hai người vì thế còn thiếu chút nữa tranh đấu với nhau. Ai ngờ người ta đã có sự phụ, lại còn có tông môn rồi. Hai người đồng thời khẽ thở dài, sau đó ánh mắt lại rơi vào trên người của Dương Diệp. Không tính tới An Nam Tĩnh, trong những huyền giả nhân loại ở đây, người xuất sắc nhất cũng chỉ có Dương Diệp. Chẳng qua rất đáng tiếc, hắn chỉ có tuổi thọ không được mấy năm. Đương nhiên, nếu như Dương Diệp có thiên phú giống như An Nam Tĩnh, vậy xem là bù vào cả toàn bộ tông môn, bọn họ cũng sẽ tìm phải biện pháp bù đắp tuổi thọ của Dương Diệp. Chẳng qua đáng tiếc, Dương Diệp không có thiên phú như vậy. Tuy nhiên, lúc này Dương Diệp còn có giá trị. Vì sao? Bởi vì lấy thực lực của Dương Diệp bây giờ mà muốn vào bảng, gần như là chuyện tất nhiên. Chỉ cần tiến hàng trước 10, lại có thể thu được số mệnh gia tăng lên 10. Cũng có nghĩa là... Nếu như lúc này Dương Diệp gia nhập tông môn của bọn họ, đến lúc đó số mệnh gia tăng lên người Dương Diệp, tông môn của bọn họ cũng có thể được lợi theo. Nghĩ đến đây, Thiên Huyễn mở miệng nói đầu tiên. Dương tiểu tử, nếu như người bằng lòng gia nhập tông môn ta sẽ nghĩ biện pháp giúp người kéo dài tuổi thọ, người thấy thế nào? Dương Diệp lắc đầu,
khẽ nói. Cảm ơn lòng tốt của tiền bối, tuy nhiên ta đã quen tự do, không quen bị hạn chế, cho nên lòng tốt của tiền bối, vãn bối đành xin nhận tấm lòng thôi. Lúc này, Phong Tu hừ lạnh một tiếng, nói. Tư chất cùng thiên phú kiếm đạo của ngươi quả thật không tệ, nhưng nếu như không có tông môn bồi dưỡng, không có số lượng lớn tài nguyên tu luyện cung cấp, cho dù ngươi có thiên phú kiếm đạo tốt mấy đi nữa, cũng chỉ là uổng công. Ta cũng không dối trá như Thiên Huyễn, ta không mong ngươi gia nhập tông môn ta chỉ cần lúc ngươi thu được số mệnh, chia cho Thanh Nguyên tông ta 8 phần là được. Dựa vào cái gì chứ? Dương Diệp tức giận cười ngược. Hai mắt Phong Tu híp lại, trong mắt chợt lóe lên một luồng ánh sáng lạnh, nói. Ta tất nhiên sẽ không lấy không số mệnh của ngươi, ngươi cung cấp số mệnh cho tông môn ta sẽ cung cấp số lượng tài nguyên tu luyện nhất định cho ngươi. Ngay cả công pháp cùng huyền kỹ cũng có thể tăng thêm cho ngươi một ít. Ngươi yên tâm, tất cả đều là địa cấp trở lên. Không cần. Dương Diệp quyết đoán từ chối, nói. Bản thân ta có cách kiếm được tài nguyên tu luyện, cũng không phiền tiền bối quan tâm. Còn nữa, tiền bối không nói lòng vòng, ta đây cũng nói thẳng. Ta không muốn gia nhập bất kỳ tông môn nào, cho nên tiền bối cũng đừng tốn tâm tư nữa. Nếu tiền bối muốn số mệnh, vẫn mong tiền bối đi tìm người khác đi. Sắc mặt Phong Tu lập tức trầm xuống, một huyền giả cảnh giới linh giả cũng dám nói với hắn như vậy, đây rõ ràng là không để hắn vào mắt rồi. Hắn có ý định ra tay giáo huấn, nhưng nghĩ đến quy tắc của chiến trường cổ này, Phong Tu lại chỉ có thể từ bỏ ý nghĩ trong đầu này, cuối cùng hắn chỉ có thể lạnh lùng nhìn Dương Diệp, nói. Không hổ danh là kiếm tu, nói chuyện cũng cao ngạo như vậy. Ta hy vọng mạng của ngươi cũng có thể cao ngạo giống như lời của ngươi nói vậy. Phong Tu vừa nói dứt lời, thân hình thoáng động và lập tức biến mất. Thiên Huyễn ở bên cạnh nói. Tiểu tử, cho dù hắn nói không dễ nghe, nhưng ngươi cũng không nên chống đối với hắn làm gì. Đi đắc tội với một cường giả thì không phải là chuyện khôn ngoan đâu. Dương Diệp cười lạnh một tiếng, nói. Tiền bối, tại sao vãn bối phải đắc tội một cường giả? Chắc hẳn trong lòng tiền bối phải biết rõ mới đúng chứ. Hắn chưa từng nghĩ sẽ đi đắc tội một cường giả siêu cấp, nhưng không có cách nào, đối phương nói chuyện thật khó nghe, bộ dạng thu Dương Diệp hắn là phúc khí hắn tu luyện 18 đời vậy. Nếu như không phải vì thực lực không đủ, hắn đã sớm chém một kiếm rồi. Thiên Huyễn nghe vậy lại thoáng ngẩn người ra, nhưng hắn lập tức lắc đầu mỉm cười, cũng không nói thêm lời nào. Khi kiếc mắt nhìn An Nam Tĩnh, trong mắt hắn lóe lên vẻ luyến tiếc hoàn toàn không che giấu. Thật sự quá đáng tiếc, hắn không thu được Dương Diệp cũng không sao cả. Dù sao Dương Diệp chỉ sống được có mấy năm, không quan tâm bây giờ hắn yêu nghiệt tới mức nào, cuối cùng chẳng qua cũng chỉ là phù dung sớm nở tối tàn mà thôi. Nhưng An Nam Tĩnh lại khác, đây mới thực sự là thiên chi kiêu tử. Có thể tưởng tượng được, nếu như tông môn của mình nhận được nàng, trong tương lai, nàng nhất định sẽ dẫn theo tông môn của mình đi về phía đỉnh phong. Trở thành tông môn thập phẩm đầu tiên của đại lục trong vạn năm qua. Chẳng qua thật đáng tiếc, thật sự rất đáng tiếc mà. Hắn cùng với Phong Tu không phải không có ý định sẽ cưỡng ép, nhưng cuối cùng cả hai lại chỉ có thể buông tha loại ý nghĩ này. Vì sao à, chuyện này chính là được một mất 10. Nếu bọn họ cưỡng đoạt, tạm thời không nói tới sư phụ cùng tông môn của An Nam Tĩnh là thánh thần phương nào, nếu làm như thế, bọn họ nhất định sẽ làm An Nam Tĩnh chán ghét, một khi làm không tốt. Còn rước lấy một kẻ địch mạnh siêu cấp cho tông môn mình sau này. Cho nên, bọn họ chỉ có thể buông tha ý nghĩ cưỡng đoạt. Thiên Huyễn lắc đầu, hắn kiếc mắt nhìn tất cả mọi người ở đó, sau đó nói. Thời gian cũng không còn nhiều nữa, Tiềm Long bảng chính thức bắt đầu đi. Vì số phận của mình cùng tông môn của mỗi người, các vị cố gắng lên. Thiên Huyễn vừa nói xong, trong cơ thể An Nam Tĩnh đột nhiên bạo phát ra một khí thế khủng khiếp. Sắc mặt mọi người nhất thời biến đổi, bởi vì đây là khí thế của cường giả cảnh giới linh giả. Thân hình An Nam Tĩnh thoáng động và xuất hiện ở trên Tiềm Long đài, nàng liếc mắt nhìn mọi người bên dưới, khẽ nói một tiếng. Không cần lãng phí thời gian nữa, cùng lên đi. Lúc này An Nam Tĩnh đứng ngạo nghễ, hai tay chắp sau lưng, nhìn vô cùng thu hút sự chú ý của người khác, đương nhiên, không phải bởi vì dung mạo của nàng. Là bởi vì khí chất của nàng, khí phách cùng tự tin không gì sánh nổi. Đúng vậy, An Nam Tĩnh khí phách, trong mắt đầy coi thường cùng tự tin, khiến người ta vừa tôn kính lại vừa hận. Nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt. Lúc này An Nam Tĩnh cho mọi người cảm giác chính là như vậy, thật sự nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt,
xem anh hùng thiên hạ chỉ là chuyện vặt. Nhìn An Nam Tĩnh ở trên đời này nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt, Dương Diệp không thể không thừa nhận, so sánh Nguyên Đồng đã từng là chuẩn vũ thần với An Nam Tĩnh, quả thật muốn thua kém hơn rất nhiều. Cái gì gọi là vũ thần? Vũ thần lại phải là dạng thế nào? Dương Diệp không biết, trước kia hắn cũng chưa từng thấy qua, nhưng nếu để hắn nói, vũ thần chắc hắn lại phải giống như An Nam Tĩnh vậy. Ha ha, đây mới là khí thế nhìn bằng nửa con mắt nên có của vũ thần chứ. Lúc này, Lạc Tuyết đột nhiên nở nụ cười, sau đó liếc mắt nhìn Ma Kha cùng Dương Diệp nói. Các ngươi lên trước, hay là ta lên trước? Nếu muốn hắn và người cùng khiêu chiến một người, Lạc Tuyết hắn đương nhiên sẽ không làm. Ma Kha phóng người nhảy lên, rơi vào trên tiềm long đài, ma khí và tuôn ra, một tầng vảy màu đen lập tức bao trùm toàn thân hắn, hắn nói. Vũ thần là tồn tại vô địch trong cùng cấp bậc, suốt đời bất bại. Từ khi Ma Kha ta xuất đạo tới nay, trong cùng cấp cũng chưa từng bị đánh bại. An Nam Tĩnh, nàng là đỉnh phong cầu bại, Ma Kha ta cũng vậy. Ta hy vọng nàng đừng làm cho ta phải thất vọng. Ngươi còn chưa đủ. An Nam Tĩnh khẽ lắc đầu. Phải vậy không? Ma Kha vừa dứt lời, hắn đột nhiên biến mất, sau đó lập tức xuất hiện ở trước mặt An Nam Tĩnh, nắm đấm kèm theo mảnh vảy sắc bén này di chuyển, phát ra một tiếng nổ lớn hung hăng đánh về phía đầu của An Nam Tĩnh. Ngay lúc nắm đấm của Ma Kha cách đầu An Nam Tĩnh còn có mấy cm, nắm đấm của An Nam Tĩnh đã đột nhiên xuất hiện ở trước ngực Ma Kha, sau đó ấn thẳng ở trên lồng ngực Ma Kha. Keng! Nắm đấm dường như đánh vào trên thép đen cứng rắn, vang lên một tiếng kim loại va chạm. An Nam Tĩnh khẽ nhíu mày. Trong phút chốc, nắm đấm của nàng lại xoay tròn. Phá! Nàng vừa dứt lời, chợt lại đánh ra một đòn. Bịch! Ma Kha trực tiếp bay ngược ra. Khi hắn sắp bay ra ngoài đài, một tầng màn hào quang xuất hiện ở chỗ sát mép tiềm long đài, một tiếng động cực lớn vang lên, Ma Kha va chạm vào màn hào quang này, hắn lập tức bị đẩy lùi ra lần thứ hai. Nhưng ngay vào lúc này, An Nam Tĩnh xuất hiện một cách quỷ dị trên không trung trước mặt Ma Kha, nàng lập tức lại đá một cước vào bụng của Ma Kha. Bịch! Vũ thần là tồn tại vô địch trong cùng cấp bậc, suốt đời bất bại. Từ khi Ma Kha ta xuất đạo tới nay, trong cùng cấp cũng chưa từng bị đánh bại. An Nam Tĩnh, nàng là đỉnh phong cầu bại, Ma Kha ta cũng vậy. Ta hy vọng nàng đừng làm cho ta phải thất vọng. Ngươi còn chưa đủ. An Nam Tĩnh khẽ lắc đầu. Ma Kha cong người lại bay ra ngoài. Dưới đây, vô số người nhìn ngây ra như phỗng. Đặc biệt là những huyền giả ma tộc, bọn họ biết rất rõ về phòng ngự cùng lực lượng của Ma Kha, nói không khách khí. Cho dù là cường giả cảnh giới linh giả bình thường cũng đừng mong phá được phòng ngự của hắn. Vậy mà vào lúc này, lão đại của bọn họ lại bị một huyền giả nhân loại lấy lực lượng thân thể hoàn toàn áp chế. Ở đó, chỉ có Dương Diệp là không quá bất ngờ, dù sao hắn đã từng giao đấu cùng An Nam Tĩnh, nên biết rõ An Nam Tĩnh khủng khiếp thế nào. Ma Kha có phòng ngự tương đương với hắn, trước đây hắn chẳng phải đã bị An Nam Tĩnh dùng lực mạnh mẽ phá vỡ phòng ngự sao? Không. Không phải là phá vỡ phòng ngự, mà là hình như phòng ngự của bọn họ không có hiệu quả gì đối với An Nam Tĩnh. Từng quyền đập đến trên da thịt, từng quyền đánh thẳng vào làm chấn động ngũ tạng lục phủ. Nhìn Ma Kha này, Dương Diệp khẽ lắc đầu. Ma Kha cuối cùng vẫn có chút sơ ý, ngay từ lúc đầu đã không lấy ra thực lực chân chính của mình. Nếu không hắn cũng sẽ không bị An Nam Tĩnh đánh liền hai quyền như vậy. Sau lần thứ hai đánh bay Ma Kha, An Nam Tĩnh cũng không có thừa thắng xông lên. Mà đứng tại chỗ, nhìn Ma Kha này đập xuống mặt đất, nàng khẽ nói. Hai quyền này là cái giá người phải trả khi dám khinh thường ta. Ta không giết ngươi là bởi vì người còn chưa lấy ra thực lực chân chính của mình, lại giết người như vậy thì có chút đáng tiếc. Ta quả thật không nên khinh thường nàng. Ma Kha chậm rãi đứng lên, ở bụng hắn không ngờ hiện ra dấu một quyền nhỏ, mà ở khóe miệng hắn lại tràn ra một tia máu đỏ tươi, càng thêm dễ làm cho người khác chú ý. Ma Kha liếm vết máu tươi bên khóe miệng, trên mặt lộ ra sự dữ tợn, nói. Được, rất tốt, ta đã lâu chưa từng nếm thử cảm giác khi bị thương. Không hổ danh là người thừa kế vũ thần, lại có thể không để ý tới phòng ngự thân thể của ta, bản thân tại lĩnh ngộ chân lý của lực lượng cùng tốc độ, thật đúng là thiên phú tuyệt vời. Ma Kha vừa dứt lời, từ phía sau hắn nhanh chóng hiện ra đôi cánh màu đen, hai cánh tối tăm do vảy màu đen thần bí tạo thành. Toàn thân hắn có khí đen lượn lờ, nhìn vô cùng quỷ dị, sát mép hai cánh còn lóe lên ánh sáng lạnh sắc bén giống như lưỡi dao,
khiến người ta phải khiếp sợ. Cánh của ma thần sao? Nhìn thấy được hai cái cánh này, trong mắt luôn thản nhiên của An Nam Tĩnh lại có phần dao động. Cánh ma thần chính là ma khí mạnh nhất của ma thần năm đó, do 33.000 mảnh vảy rồng cùng máu tươi của ám hắc ma long thánh ma thú ma vực tạo thành. Đúng vậy, thánh ma thú ma vực lại tương đương với yêu thú thánh cấp của yêu vực. Cánh ma thần này ngoại trừ có thể tăng tốc độ trên diện rộng ra, còn là một món huyền bảo phòng ngự, bởi vì vào lúc chủ nhân cần, nó có thể hoàn toàn bọc kín lây chủ nhân vào trong đó. Nó cứng rắn tới mức đạo khí cũng không thể phá vỡ ra được. Ngoài việc đó ra, nó còn có thể được xem là một món huyền bảo công kích, bởi vì 33.000 mảnh vảy rồng này sắc bén tới mức có thể dễ dàng cắt được một món huyền giáp thiên cấp thượng phẩm. Đương nhiên, quan trọng hơn là trong cánh ma thần này có bị hồn phách ám hắc ma long đã từng bị ma thần trấn áp ở bên trong năm đó. Nói tóm lại, cánh ma thần này là dạng toàn năng, có thể tăng tốc, có thể công kích, cũng có thể phòng ngự. Đương nhiên, cánh ma thần này có uy lực mạnh tới mức nào, hoàn toàn phải xem thực lực của người sử dụng nó. Nếu như ma thần đeo cánh ma thần này, tốc độ của cánh ma thần này có thể đạt được ngàn vạn dặm trong chớp mắt, lấy thực lực của ma kha bây giờ, có thể đi qua trăm dặm trong chớp mắt đã thật sự không tệ rồi. Cho dù như vậy, nó cũng đã rất biến thái. Phải biết rằng, cho dù là cường giả cảnh giới tôn giả bình thường cũng không đạt được tốc độ chớp mắt vượt qua trăm dặm. Dưới đài, Dương Diệp cùng Lạc Tuyết nhìn cánh ma thần này, hai người đều lộ ra vẻ nghiêm trọng. Trong cánh ma thần này ẩn chứa khí tức khủng khiếp, làm cho hai người bọn họ đều cảm thấy tim đập nhanh. Đây là chỗ dựa của ngươi sao? Trên tiềm long đài, An Nam Tĩnh nói. An Nam Tĩnh, lấy liệt thiên của nàng ra đi. Nếu không, có lẽ nàng sẽ không có cơ hội nữa đâu. Ma Kha nhìn An Nam Tĩnh, giọng điệu cũng khí phách không gì sánh được. An Nam Tĩnh chậm rãi lắc đầu, nói. Không cần phải lấy ra, ta cũng chẳng thèm dùng tới. Ma Kha nghe vậy, trong mắt hắn đột nhiên thoáng hiện vẻ hung tợn, nói. Vậy nàng lại đi tìm chết đi. Còn chưa xong một chữ cuối cùng, Ma Kha lại đã đi tới trước mặt An Nam Tĩnh, thân thể hắn chợt xoay tròn, mép hai cánh phía sau lưng giống như một thanh đao cắt ngang về phía An Nam Tĩnh. Thần sắc An Nam Tĩnh vẫn bình tĩnh và đánh ra một quyền. Bịch! Ma Kha liền lùi về phía sau mấy bước, An Nam Tĩnh vẫn đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích, chẳng qua nàng đã nhíu mày, bởi vì chỗ nắm tay phải của nàng đã xuất hiện một vết máu. Ngươi thật sự muốn chết? An Nam Tĩnh ngẩng đầu nhìn về phía Ma Kha. Trong phút chốc, thân hình nàng đột nhiên biến mất, nàng mang theo từng tàn ảnh giống như thực chất lập tức đi tới trước người Ma Kha, tay phải của nàng nắm chặt thành quyền. Sau đó mang theo một tiếng không khí nổ mạnh lao thẳng đến đầu của Ma Kha. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Dương Diệp cùng Lạc Tuyết ở dưới đài đều biến sắc. Bởi vì một quyền này của An Nam Tĩnh không ngờ lại làm không gian vặn vẹo một cách nghiêm trọng. Đồng tử của Ma Kha cũng co lại, hắn không dám khinh thường nữa mà vội hoạt động hai cánh phía sau lưng tập tức bao bọc xung quanh hắn lại. Có mấy mảnh vảy bắn nhanh về phía cổ họng cùng bụng của An Nam Tĩnh, nhưng mấy mảnh vảy này còn chưa tiếp xúc đến An Nam Tĩnh. Lại bị kình phong trên nắm đấm An Nam Tĩnh đánh cho bắn ngược trở lại. Phá! An Nam Tĩnh quát lên một tiếng, nắm đấm đã đánh vào trên cánh ma thần của Ma Kha. Ma Kha bị đánh cho bay ngược ra lần thứ hai. Phía dưới đài, đồng tử của Lạc Tuyết co lại, nói. Ba chữ chân ngôn. Bây giờ hắn cuối cùng cũng hiểu được vì sao tốc độ cùng lực lượng của An Nam Tĩnh lại kinh khủng như vậy. Cái gọi là ba chữ chân ngôn chính là chỉ một loại thần thông kỹ. Thần thông kỹ tương tự với huyền kỹ, nhưng bản chất lại khác nhau, bởi vì huyền kỹ là do huyền khí tới phát động, thần thông kỹ này lại do tinh khí thần cùng ý niệm tới phát động. Có thể, thần thông kỹ này thuộc về một loại cách thức tu luyện khác, nhưng nó lại cực kỳ khó tu luyện, bởi vì phải yêu cầu của nó rất cao, hơn nữa bản thân thần thông kỹ lại cực kỳ ít ỏi, cho nên toàn bộ đại lục có rất ít người biết về thần thông kỹ. Ba chữ chân ngôn là một loại thần thông kỹ, do vũ thần đời thứ 10 sáng tạo ra, ba chữ chân ngôn này theo thứ tự là tốc, ngự, phá. Tốc đại biểu cho tốc độ, chính là lợi dụng tinh khí thần cùng ý niệm của bản thân để nâng cao tốc độ của chính mình, ngự lại đại biểu cho phòng thủ, dùng để hóa giải thế tấn công của đối phương, về phần phá lại đại biểu công kích không cần để ý tới phòng ngự. Bây giờ Lạc Tuyết rốt cuộc đã hiểu rõ vì sao lấy phòng ngự cùng lực lượng của Ma Kha cũng bị An Nam Tĩnh hoàn toàn áp chế, bởi vì An Nam Tĩnh đã hiểu được chân lý của ba chữ chân ngôn này.
Tuy nhiên thời gian An Nam Tĩnh nhận được truyền thừa của Vũ Thần rất ngắn, theo đạo lý thì nàng không có khả năng lĩnh ngộ ba chữ chân ngôn này nhanh như vậy. Nhưng chẳng qua nàng đã lĩnh ngộ được, đồng thời còn thực hiện thành thạo như vậy. Đó là vì sao? Bởi vì bản thân của An Nam Tĩnh lại lĩnh ngộ ý cảnh lực lượng cùng ý cảnh tốc độ. Có thể vì vậy, lúc này thuật thần thông ba chữ chân ngôn còn mạnh hơn thuật ba chữ thần thông của Vũ Thần năm đó không biết bao nhiêu lần. Bởi vì Vũ Thần năm đó cũng không có lĩnh ngộ được chân lý lực lượng cùng tốc độ. Thần sắc Lạc Tuyết thật sự nghiêm trọng, An Nam Tĩnh này quá mạnh. Dương Diệp không biết nhiều như vậy, hắn chỉ biết võ đạo cùng kiếm đạo của An Nam Tĩnh tương tự với hắn, đó chính là đơn giản nhất. Công kích cùng phòng thủ của An Nam Tĩnh không có một chút động tác dư thừa cùng hoa chiêu nào, chẳng qua là đơn thuần phát huy tốc độ cùng lực lượng đến mức tận cùng. Điều này hình như có đơn giản, nhưng muốn thật sự làm được như vậy lại rất khó khăn. Kiếm tâm thông minh của mình có thể một kiếm phá vạn pháp, hiểu rõ bản chất cùng thiếu sót của vạn pháp, chẳng qua là cái này của An Nam Tĩnh lại căn bản không có chiêu thức, vậy phải phá như thế nào? Làm thế nào để chiến thắng được nàng đây? Dương Diệp nghĩ đến đây, bất giác lại nhíu mày. Sau một thoáng, hắn đã khẽ cười. Ha ha, bây giờ mình suy nghĩ những chuyện này làm gì? Đợi tới khi tranh tài, mình tất nhiên sẽ biết được nên phá như thế nào thôi. Sau khi suy nghĩ thông suốt, Dương Diệp lại tập trung vào phía trên Tiềm Long Đài. Trên Tiềm Long Đài, An Nam Tĩnh đặt tay phải ở sau lưng và đứng rất ngạo nghễ, trong mắt nàng chỉ thấy sự bình tĩnh và coi thường, mà Ma Kha ở đối diện nàng được cánh ma thần bao bọc chặt chẽ giống như một quả cầu sắt, đứng ngoài không nhìn thấy rõ được tình hình bên trong. An Nam Tĩnh không phải là người tự cao tự đại, mà là tự tin, sở dĩ mỗi lần nàng đều cho Ma Kha có cơ hội lấy lại sức, cũng không phải để biểu hiện ra sự cường đại của mình. Nàng chẳng qua chỉ hy vọng đối phương có thể cho nàng niềm vui bất ngờ. Đúng vậy, nàng muốn bại, hoặc nàng muốn có người có thể chiến đấu một cách thoải mái cùng nàng. Chỉ có như vậy, nàng mới biết được cực hạn của mình ở đâu. Chẳng qua, trong cùng cấp hình như không có người nào có thể làm cho nàng thật sự nghiêm túc cả. An Nam Tĩnh khẽ lắc đầu và chậm rãi đi về phía Ma Kha, vừa đi nàng vừa nói. Cánh ma thần rất cường đại, bởi vì nó có thể tổn thương được ta. Nhưng Ma Kha ngươi vẫn còn hơi yếu, không có cách nào thật sự phát huy ra được uy lực chân chính của nó. Còn nữa, ngoại vật cuối cùng là ngoại vật, lực lượng thu được từ ngoại vật, chung quy chẳng qua cũng giống như phù dung sớm nở tối tàn mà thôi, lực lượng mình nắm giữ mới là chân thật nhất. Lẽ nào người không hiểu đạo lý này sao? Năm đó cánh ma thần này bị ma thần khống chế. Nhưng hiện tại, là Ma Kha ngươi đang khống chế cánh ma thần này, hay là cánh ma thần này đang khống chế ngươi? Cánh ma thần chậm rãi mở ra, lộ ra Ma Kha ở bên trong. Khóe miệng hắn vẫn còn lưu lại một vệt máu đỏ tươi. Nghe được An Nam Tĩnh nói vậy, Ma Kha đã bình tĩnh lại. Từ sau khi hắn nhận được truyền thừa cánh ma thần cho tới nay, hắn vẫn luôn cho rằng Ma Kha hắn thật sự khống chế cánh ma thần này. Không chỉ có như vậy, có cánh ma thần này tồn tại khiến hắn cũng tự tin hơn, cho dù là đối mặt An Nam Tĩnh, hắn vẫn có lòng tin chắc chắn. Nhưng nay hắn tự hỏi lương tâm của mình, cái gọi là lòng tin của hắn chẳng qua là xuất phát từ cánh ma thần này sao? Mà lực lượng cánh ma thần này là của Ma Kha hắn sao? Đáp án là không phải. Hắn chẳng qua là đang mượn lực lượng cánh ma thần để sử dụng thôi. Mượn lực lượng của ngoại vật, gửi lòng tin vào trên ngoại vật là ma đạo của Ma Kha hắn sao? Vừa nghĩ đến đây, Ma Kha lại cười tự giễu, ngay lập tức, cánh ma thần trên lưng hắn chậm rãi thu lại, cuối cùng tiến vào trong cơ thể. Hắn ngẩng đầu nhìn An Nam Tĩnh, nói. An Nam Tĩnh, Ma Kha ta thất bại, không chỉ thất bại ở trên phương diện thực lực, mà ngay cả ở trên võ đạo cũng thất bại. Mét vực ta thừa nhận danh tiếng vũ thần của nàng. Nghe hắn nói vậy, dưới đài hoàn toàn yên tĩnh. Ma Kha nhận thua, thật ra điều này cũng không quá xê nhiều bất ngờ, bởi vì thực lực của An Nam Tĩnh thật sự quá mạnh mẽ. Lấy thực lực An Nam Tĩnh thể hiện ra, trong cùng cấp còn có người nào có thể đánh bại nàng sao? Dương Diệp im lặng, mặc dù lời An Nam Tĩnh là nói với Ma Kha, nhưng làm sao cũng không phải là đang nói với hắn chứ. Ngoại trừ kiếm vực cùng kiếm ý còn có kiếm tâm thông minh ra, Dương Diệp hắn còn có cái gì là của bản thân hắn. U Minh Quỷ Hỏa cùng Cửu U Hàn Phong là linh vật thiên địa có uy lực cường đại, nhưng vấn đề là hai thứ này là lực lượng thuộc về hắn sao? Không phải, cũng giống như Ma Kha vậy, hắn chẳng qua là đang mượn lực lượng để sử dụng. Mà mượn lực lượng cường đại,
dễ dàng khiến người ta phát sinh lòng dựa dẫm. Đây là sự thực, bởi vì cách đây không lâu, Dương Diệp hắn không phải cũng tự tin nhờ có U Minh quỷ hỏa này sao? Không phải là không thể mượn ngoại vật được, nhưng phải tránh lẫn lộn đầu đuôi. Bởi vì lực lượng mình thu được mới là chân thật nhất. Bởi vì theo thời gian, nó cũng sẽ không mất đi. Bây giờ Dương Diệp đã hiểu ra tại sao An Nam Tĩnh không dùng tới thanh Thương Liệt Thiên này. Bởi vì nàng không muốn mượn lực lượng của Thương Liệt Thiên. Trên Tiềm Long Đài, sau khi nghe được Ma Kha chịu thua, An Nam Tĩnh dừng bước, thần sắc nàng vẫn bình tĩnh vô cùng và nói. Trong cánh ma thần này có tàn hồn của ám hắc ma long, nếu ngươi dùng toàn lực thả nó ra, ta không chắc có thể ngăn cản được uy lực của nó. Đây là con bài chưa lật lớn nhất của ngươi, lẽ nào ngươi lại bỏ qua như vậy sao? Cho dù nó có thể đánh bại nàng, nhưng đó cũng không phải là Ma Kha ta đánh bại. Không phải sao? Ma Kha nói. Hơn nữa, ta tin tưởng, cho dù ta dùng toàn lực thả nó ra, nó cũng không nhất định có thể đánh bại nàng. An Nam Tĩnh, nàng đã thắng. Tuy nhiên, đây chỉ là tạm thời mà thôi. Con đường võ đạo còn rất dài, nàng chỉ tạm thời vượt lên đầu, cũng không có nghĩa là vĩnh viễn vượt lên đầu. Ta sẽ đuổi theo nàng. Ta sẽ chờ. Nắm tay phải của An Nam Tĩnh chậm rãi buông ra, khẽ nói một câu. Ban đầu, nàng muốn giết đối phương, nhưng nàng vẫn bỏ qua. Bởi vì nàng còn hy vọng trong tương lai đối phương có thể mang đến cho nàng niềm vui bất ngờ. Dù sao trong thế hệ trẻ, người có thể có tư cách mang cho nàng niềm vui bất ngờ đã thật sự quá ít. Ma Kha chậm rãi đi xuống Tiềm Long Đài, khi đi tới trước mặt đám người huyền giả ma tộc, Ma Kha hơi cúi người, nói. Xin lỗi. Ta làm cho mọi người phải thất vọng rồi. Đám người ma tộc im lặng, bọn họ không trách Ma Kha, dù sao An Nam Tĩnh thật sự quá mạnh mẽ. Chẳng qua, đám người bọn họ mang theo toàn bộ hy vọng của ma tộc. Hiện tại, Ma Kha đã thất bại một lần, lại tương đương với hy vọng của vô số người sẽ tan biến. Sau khi trở về, bọn họ biết đối mặt với tộc nhân ma tộc như thế nào. Một lát sau, một huyền giả ma tộc đột nhiên nói. Lão đại, không sao đâu. Cho dù không thể có được vị trí đứng đầu, nhưng chỉ cần ngươi còn sống là tốt rồi. Chỉ cần ngươi còn sống, ma tộc ta lại có hy vọng, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể dẫn theo ma tộc chúng ta thoát khỏi tình cảnh bây giờ, làm cho người của tộc chúng ta sống giống như huyền giả nhân loại vậy. Ta cũng tin vậy, lão đại, cho dù chúng ta đều chết hết, chỉ cần ngươi không có việc gì, vậy tương lai của ma tộc chúng ta lại có hy vọng. Ta tin tưởng tộc nhân sẽ hiểu cho ngươi. Không quan tâm chuyện gì xảy ra. Đám huynh đệ chúng ta đều sẽ vẫn đi theo ngươi, cho dù là xuống biển lửa, vượt cửu u. Bây giờ chỉ ít tạm thời thua nhân loại, nhưng không có nghĩa là vĩnh viễn thua cho nhân loại. Lão đại, ta tin tưởng sau này ngươi nhất định có thể đánh bại người gọi là vũ thần này. Nghe được mọi người an ủi, hai mắt Ma Kha hơi ửng đỏ. Lần này tới chiến trường cổ Nam Vực, mục tiêu của bọn họ chính là vị trí đứng đầu. Bởi vì chỉ có đứng đầu. Đạt được số mệnh mới đủ để thay đổi số phận của rất nhiều huyền giả ma tộc. Đương nhiên, quan trọng nhất là nhận được vị trí đứng đầu, có thể khí thế của toàn bộ huyền giả ma tộc trở nên phấn chấn. Chẳng qua đáng tiếc, bây giờ hắn đã thất bại, hắn là tồn tại chí cao vô thượng trong mắt thế hệ trẻ ma tộc lại thua bởi một huyền giả nhân loại. Khi bọn họ trở lại ma tộc, sẽ có bao nhiêu người ma tộc phải thất vọng? Trên Tiềm Long Đài, ánh mắt An Nam Tĩnh nhìn xuống Dương Diệp cùng Lạc Tuyết, nói. Thật sự không nên lãng phí thời gian nữa, các ngươi cùng lên đi. Có thể có tư cách tranh vị trí đứng đầu Tiềm Long bảng chỉ có 3 người chúng ta, mọi người giải quyết một lần không phải sẽ tốt hơn sao? Lạc Tuyết chậm rãi lắc đầu, hắn phóng người nhảy lên, rơi vào trên Tiềm Long Đài, sau đó nói. Nàng rất mạnh, quả thật cũng có tư cách nói lời như vậy. Nhưng lấy 2 chiến đấu với 1, sẽ làm tâm cảnh của bản thân ta xuất hiện chỗ thiếu hụt, cho dù thắng, cũng sẽ bị. Chắc hẳn nàng hiểu rõ điều này, đúng không? An Nam Tĩnh hơi đầu, nói. Vậy ra tay đi. Lạc Tuyết lại lắc đầu, nói. Nàng vừa đấu cùng Ma Kha, lúc này ta đối chiến với nàng là không công bằng với nàng. Ta biết nàng không quan tâm, nhưng ta quan tâm, cho nên chuyện nào ra chuyện đó. Nói đến này, Ma Kha xoay người nhìn về phía Dương Diệp dưới đài, nói. Giữa chúng ta nên sớm có một trận đánh. Nhưng mà rất đáng tiếc vẫn không có cơ hội thích hợp. Bây giờ, đã có một cơ hội thích hợp, người đến đây đi. Dưới Tiềm Long Đài, Dương Diệp gật đầu,
Thân hình hắn thoáng động và xuất hiện ở trên tiềm long đài, cổ tay hắn lật một cái, long cốt kiếm đã xuất hiện ở trong tay hắn. Hắn chậm rãi giơ long cốt kiếm lên, chỉ nghiêng về phía Lạc Tuyết, nói. Ngươi nói không sai, giữa chúng ta quả thật nên sớm phải có một trận đánh. Bây giờ lại để cho chúng ta chiến đấu một trận. Đương nhiên, Lạc Tuyết xoay người nhìn về phía An Nam Tĩnh bên cạnh, nói. Đợi ta giải quyết hắn xong, sẽ lại đánh với nàng một trận, như vậy lại công bằng. Nàng cảm thấy thế nào? An Nam Tĩnh liếc mắt nhìn Lạc Tuyết, sau đó khẽ nói một tiếng. Có lẽ là hắn giải quyết ngươi. Hắn còn chưa đủ tư cách làm được điều đó đâu. Lạc Tuyết mỉm cười, ngay lập tức, cổ tay hắn thoáng động, một dòng điện màu tím đã xuất hiện ở trong lòng bàn tay hắn. Khi dòng điện màu tím này xuất hiện, sắc mặt tất cả mọi người ở đó đều biến đổi kịch liệt. Linh vật thiên địa, không ngờ là linh vật thiên địa. Dương Diệp cùng Hy Lạc công tử lại nhíu mày, bởi vì bây giờ Dương Diệp biết Nguyên Đồng đã chết ở trong tay người nào. Lúc này, Hy Lạc công tử cũng biết Nam Cung Mộng cùng Lý Thanh Thủy chết ở trong tay ai. Hy Lạc đã từng nói Nam Cung Mộng cùng này Lý Thanh Thủy chết ở trong tay một cường giả thần bí, nếu như hắn không đoán sai. Hai người chắc hẳn cũng giống như Nguyên Đồng, đều chết ở trong tay Lạc Tuyết này. Vật ấy là linh vật thiên địa hệ lôi điện, ở trong linh vật thiên địa hệ lôi điện cũng xếp hạng thứ 6, tên Thanh Vân Tử Điện. Dương Diệp, người cũng có một linh vật thiên địa, hôm nay chúng ta lại xem thử, rốt cuộc linh vật thiên địa của ai mạnh mẽ hơn, người thấy thế nào? Lạc Tuyết nhìn Dương Diệp, khẽ nói. Nàng vừa đấu cùng Ma Kha, lúc này ta đối chiến với nàng là không công bằng với nàng. Ta biết nàng không quan tâm, nhưng ta quan tâm, cho nên chuyện nào ra chuyện đó. Nói đến này, Ma Kha xoay người nhìn về phía Dương Diệp dưới đài, nói. Giữa chúng ta nên sớm có một trận đánh, nhưng mà rất đáng tiếc vẫn không có cơ hội thích hợp. Bây giờ, đã có một cơ hội thích hợp, người đến đây đi. Dưới tiềm long đài, Dương Diệp gật đầu, thân hình hắn thoáng động và xuất hiện ở trên tiềm long đài, cổ tay hắn lật một cái. Long cốt kiếm đã xuất hiện ở trong tay hắn. Hắn chậm rãi giơ long cốt kiếm lên, chỉ nghiêng về phía Lạc Tuyết, nói. Bùm! U Minh Quỷ Hỏa thoáng hiện trong bàn tay của Dương Diệp. Dương Diệp cầm U Minh Quỷ Hỏa trong tay, nói. Sẽ như người mong muốn. Vừa lúc, ta cũng muốn xem thử cuối cùng là điện của người mạnh hơn, hay là lửa của ta mạnh hơn. Đại chiến hết sức căng thẳng. Vào giây phút chỉ mảnh treo chuông này. Hy Lạc công tử vốn đứng ở dưới đài đột nhiên phóng người nhảy lên tiềm long đài, chắn ở trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp nhíu mày đang chuẩn bị nói, Hy Lạc công tử lại nói trước. Nhường hắn cho ta. Dương Diệp thoáng ngẩn người ra, tùy tiện nói. Là bởi vì Nam Cung Mộng sao? Hy Lạc công tử đầu. Dương Diệp nói. Thực lực của người so sánh với hai người Nam Cung Mộng, ai mạnh ai yếu. Tạm lạng nửa cân, chênh lệch không bao nhiêu. Hy Lạc công tử nói. Bây giờ hắn là cảnh giới linh giả, ngươi thì sao? Cảnh giới vương giả. Vậy là ngươi muốn chịu chết à? Dương Diệp nhìn thẳng vào Hy Lạc công tử, trong mắt có vẻ giận dữ. Mặc dù hắn không có kết giao nhiều với Hy Lạc công tử trước mắt lần, nhưng mấy ngày qua ở cùng một chỗ, giữa mọi người đều có tình nghĩa nhất định. Mặc dù mọi người đều không có nói rõ ra, nhưng hắn tin tưởng, Hy Lạc công tử trước mắt này cũng xem hắn là bằng hữu. Ta biết. Hy Lạc công tử gật đầu nói. Vậy ngươi còn muốn lên? Hy Lạc công tử khẽ cười, cắt ngang lời của Dương Diệp, sau đó nói. Ngươi biết không, Mộng Mộng luôn chê ta tính tình không tốt, ta không làm việc đàng hoàng, ta không trị trưởng thành, ta không bình tĩnh và chính chắn như Lý Thanh Thủy, ta không có cố gắng như hắn, ta không có. Nói đến này, Hy Lạc công tử lắc đầu khẽ cười, nụ cười có chút cay đắng, nói. Nhưng nàng không biết. Ta thật sự yêu nàng, cho nên ta cố gắng tu luyện, chẳng qua là muốn vượt qua bước chân của nàng, có tư cách ở cùng với nàng, nàng không biết, cho nên ta không làm việc đàng hoàng, thật ra chỉ muốn ở cùng với nàng mà thôi, nàng cũng không biết, cho nên ta không đàng hoàng, chỉ vì muốn trêu chọc cho nàng vui vẻ mà thôi. Nhưng cuối cùng nàng vẫn lựa chọn Lý Thanh Thủy. Vậy ngươi còn muốn đi chết vì nàng sao? Dương Diệp nói. Hy Lạc công tử gật đầu, nói. Ta chỉ muốn chứng minh một điều, đó chính là Hy Lạc ta vẫn có thể vì nàng đi tìm chết, cho dù nàng đã không có khả năng biết được điều đó. Dương Diệp im lặng, hắn không thể bảo Hy Lạc ngốc, cũng không tư cách bảo Hy Lạc ngốc,
càng tìm không ra lý do để từ chối thỉnh cầu của Hy Lạp. Yêu, cái chữ này thật sự khiến người ta sống chết vì nhau. Yên tâm, Hy Lạp ta cũng không yếu như vậy đâu. Lúc này, Hy Lạp công tử đột nhiên cười nói. Cho dù hắn rất mạnh, nhưng ta cũng có một vài con át chủ bài. Nói đến này, hắn lại im lặng một lát, sau đó mới nói. Nếu như ta chết, ngươi giúp ta một việc. Chấm. Hy Lạp hít sâu một hơi, sau đó nói. Giúp ta chôn ở nơi nàng đã từng chết, trước đây nàng than ta phiền, phiền thì phiền, ta lại quấy rầy nàng đời đời kiếp kiếp, dù sao bây giờ nàng cũng không từ chối được nữa. Ha ha. Vừa dứt lời, Hy Lạp xoay người nhìn về phía Lạc Tuyết, cổ tay khẽ lật, một thanh búa lớn đã xuất hiện ở trong tay hắn, huyền khí trong cơ thể hắn cuồn cuộn trào ra, búa lớn đập thẳng vào Lạc Tuyết. Lạc Tuyết lắc đầu, nói. Ta thật sự không hiểu, vì sao ngươi phải ngu xuẩn như vậy? Vì một nữ tử không thương mình mà ngươi lại đi tìm chết, liệu có đáng giá không? Ngươi phải biết rằng, sinh mạng rất quý báu, chết một lần thì sẽ không còn nữa. Không cần ngươi phải nói nhiều lời. Hy Lạp phẫn nộ gầm lên một tiếng, thân hình thoáng động, lập tức đi tới trước mặt Lạc Tuyết, búa lớn trong tay hắn mang theo tiếng xé gió bổ xuống đầy ngoan độc. Chỉ là sức lực của một con kiến hôi mà thôi. Ngón tay của Lạc Tuyết thoáng động, cái búa lớn của Hy Lạp lập tức bị một lực lượng đặc biệt bắn ra. Mà Lạc Tuyết lại xông lên, đánh một quyền vào ngực của Hy Lạp, miệng Hy Lạp lập tức phun ra máu tươi, bay ngược ra ngoài. An Nam Tĩnh thấy vậy thì khẽ lắc đầu, lập tức nhắm hai mắt lại. Tất cả mọi người ở đó đều im lặng, mọi người cũng nhìn ra được, Hy Lạp công tử hoàn toàn không phải là đối thủ của Lạc Tuyết. Nếu như hai người ở cùng một cảnh giới, vậy còn có một hy vọng. Nhưng lúc này Lạc Tuyết đã là cảnh giới linh giả, đây hoàn toàn là chênh lệch giữa trời và đất. Hy Lạp công tử căn bản là đang xin chết. Một lát sau, Hy Lạp công tử chậm rãi đứng lên, vừa đứng lên, từ trong miệng hắn lại phun ra máu tươi. Hắn lau vết máu tươi bên khóe miệng, trong mắt lóe lên một tia dữ tợn, cổ tay hắn thoáng động, ba cây châm màu vàng dài 5 tấc xuất hiện ở trong tay hắn. Nhìn cây châm dài trong tay, trong mắt Hy Lạp lóe lên sự dứt khoát. Ngay lập tức, hắn cầm ba cây châm dài lần lượt đâm vào mi tâm cùng chỗ huyệt thái dương hai bên của hắn. Ầm, từ trong cơ thể của Hy Lạp công tử có một khí tức khủng khiếp cuồn cuộn trào ra, khí tức hoàn toàn không yếu hơn khí tức cường giả cảnh giới linh giả, thậm chí còn vượt trội. Bí pháp mạnh mẽ nâng cao cảnh giới sao? Lạc Tuyết lắc đầu, nói. Xem ra ngươi thật sự muốn chết rồi. Không ngờ lại vận dụng loại bí pháp có thể tổn thương tới căn bản như vậy. Đáng tiếc, ngươi nghĩ rằng ngươi làm như vậy thì có thể báo thù cho người yêu của ngươi sao? Thật đúng là buồn cười. Ngươi thật sự quá nhiều lời thối tha. Hy Lạp phẫn nộ gầm lên một tiếng, hắn cầm thanh búa lớn thân hình thoáng động, lập tức lao qua không trung vọt tới, búa lớn trong tay hắn đập thẳng vào Lạc Tuyết đầu, một đòn này với tốc độ nhanh như tia chớp, lực lượng cũng mạnh hơn trước gấp 10 lần. Khóe miệng Lạc Tuyết cong lên lộ ra sự xem thường, dòng điện trong lòng bàn tay của hắn chợt bạo phát ra. Trong phút chốc, trong phạm vi mười mấy trượng xung quanh hắn đều bị dòng điện màu tím này bao phủ. Dưới đài, Dương Diệp đột nhiên căng thẳng. Một lát sau, Dương Diệp hít sâu một hơi, tay phải nắm thật chặt Long Cốt kiếm. Hắn không nhịn được, kiếm ý giết chóc lại từ trong cơ thể chậm rãi tràn ra. Ma Kha đứng bên cạnh lại khẽ lắc đầu, thực lực của Hy Lạp này thật sự không tệ. Nhưng vẫn chênh lệch quá lớn với Lạc Tuyết. Đặc biệt là Lạc Tuyết rõ ràng không giữ lại thực lực, vừa ra tay đã toàn lực bạo phát linh vật thiên địa. Vậy Hy Lạp làm sao có khả năng chống đỡ được nữa? Một lát sau, dòng điện tản đi, một thi thể nám đen xuất hiện ở trên Tiềm Long Đài. So với hai người khác, người có mạnh hơn một chút, chẳng qua đáng tiếc, người vẫn quá yếu so với ta. Lạc Tuyết chậm rãi lắc đầu, hắn vung tay phải lên, dòng điện lập tức tản đi. Khi thấy thi thể kia, khí tức của Dương Diệp trái lại trở nên bình tĩnh, hắn chậm rãi đi tới trên Tiềm Long Đài, nhìn thi thể đã không nhìn thấy rõ mặt mũi kia, hắn hít sâu một hơi, dường như đang áp chế gì đó. Hắn ngồi xổm, khẽ nói. Ngươi yên tâm, ta sẽ chôn ngươi cùng một chỗ với người ngươi thương. Dương Diệp nói dứt lời tại vung tay phải tên, đưa thi thể của Hy Lạp đến dưới đài, sau đó nói. Cho dù chúng ta mới chỉ quen biết trong thời gian ngắn. Nhưng mọi người dù sao cũng đã từng kề vai chiến đấu, cũng coi như bằng hữu. Nếu tính là bằng hữu, vậy mối thù của ngươi, ta tất nhiên sẽ phải thay ngươi báo, ngươi lại xem đi,
xem ta báo thủ cho ngươi thế nào. Dương Diệp vừa nói xong, từ trong cơ thể lại có kiếm ý giết chóc tuôn ra, một ngọn lửa nhỏ lập tức bao trùm lên trên long cốt kiếm trong tay. Long cốt kiếm chỉ thắng vào Lạc Tuyết, chỗ mũi kiếm có một luồng kiếm quang không ngừng duỗi ra thu lại. Dương Diệp không nói nhảm, chân phải chợt đạp xuống đất. Toàn bộ Tiềm Long Đài lập tức chấn động mạnh, hắn mượn lực đẩy cực lớn của mặt đất, xé rách không khí bắn tới trước mặt Lạc Tuyết, long cốt kiếm trong tay hắn chợt đâm một cái. Vù! Một ngòi bút màu đen cực lớn đã tiếp xúc với chỗ mũi kiếm của Dương Diệp, trong chớp mắt, một tiếng động cực lớn vang lên, hai người lập tức tách ra. Lúc này, trong tay Lạc Tuyết có thêm một bút lớn màu đen, trên tay trái lại là dòng điện màu tím kia. Dưới đài, nhìn thấy được cái bút lớn màu đen trong tay Lạc Tuyết, An Nam Tĩnh hơi nhíu mày, dường như nàng có ấn tượng về nó. Dương Diệp không phải là một người thích nói nhảm, mặc dù hắn tò mò về cái bút lớn trong tay Lạc Tuyết, nhưng hắn cũng không ngốc đến mức đi hỏi. Cổ tay hắn thoáng động, vỏ kiếm màu vàng đã hiện ở trước mặt hắn, hắn vừa có ý định, 200 thanh huyền kiếm đã phóng lên cao, 200 thanh huyền kiếm không tạo thành kiếm trận mà tất cả hợp lại làm một, chồng chất lên nhau hình thành một thanh kiếm lớn siêu cấp. Hắn bấm tay bắn ra, U Minh Quỷ Hỏa bắn ra và xuất hiện ở chỗ mũi thanh kiếm lớn. Ầm, cả thanh kiếm lớn tập tức giống như bị thiêu đốt, biến thành một thanh kiếm lửa cực lớn. Đi! Một tiếng quát đơn giản vang lên, kiếm lớn mang theo một đuôi lửa thật dài bắn về phía Lạc Tuyết. Cùng lúc đó, chân phải của Dương Diệp lại chợt đạp xuống đất, hắn nắm chặt long cốt kiếm bắn về phía Lạc Tuyết theo sát thanh kiếm lửa lớn kia. Ánh mắt Lạc Tuyết có phần nghiêm trọng, tay trái của hắn chậm rãi nắm chặt dòng điện màu tím trong tay, trong phút chốc, chợt có một tiếng nổ vang, rất nhiều tia chớp màu tím lập tức xuất hiện ở quanh người Lạc Tuyết. Tiếp theo, Lạc Tuyết bổ một chưởng về phía Dương Diệp cùng thanh kiếm lớn kia. Rất nhiều dòng điện giống như mũi tên nhọn bắn ra. Khí thế kinh người. Tất cả mọi người ở đó trợn mắt hốc mồm nhìn cảnh tượng trên Tiềm Long Đài. Hai loại linh vật thiên địa sắp va chạm, rốt cuộc bên nào sẽ mạnh hơn. Đến cuối cùng, kiếm hoàng Dương Diệp cùng cường giả thần bí Lạc Tuyết này, ai sống ai chết. Giữa sân có một tiếng nổ lớn kinh thiên vang vọng, toàn bộ Tiềm Long Đài chấn động mạnh. Rất nhiều ngọn lửa cùng dòng điện chợt khuếch tán ra bốn phía xung quanh, rất nhanh, ngọn lửa kia cùng dòng điện lan tràn tới mép Tiềm Long Đài, va chạm thật mạnh ở trên màn ánh sáng này. Một tiếng động cực lớn vang lên, màn ánh sáng bao phủ Tiềm Long Đài lập tức xuất hiện vô số vết nứt. Tiếp theo, ở trong mắt kinh hãi của mọi người, toàn bộ màn ánh sáng này nổ mạnh. Ngọn lửa cùng dòng điện tiếp tục khuếch tán về bốn phía xung quanh, mọi người thấy thế thì đều kinh hãi. Đúng lúc này, Thiên Huyễn cùng Phong Tu đã biến mất lúc trước lại xuất hiện. Hai người nhẹ nhàng vung tay phải lên, dòng điện này cùng ngọn lửa phân tán bốn phía xung quanh lập tức biến mất. Hối hận rồi sao? Thiên Huyễn đột nhiên nói. Mặc dù người này không có thiên phú yêu nghiệt như nữ hải kia, nhưng ở trong toàn bộ đại lục huyền giả này cũng coi như tuyệt diệu. Hiện tại, người cũng nhìn thấy năng lực thực chiến của hắn, thế nào, người có hối hận hay không? Phong Tu nheo mắt và lập tức hừ lạnh một tiếng, nói. Vậy thì thế nào, thực lực cùng thiên phú của hắn quả thật không tệ, nhưng so sánh với Lạc Tuyết cùng nữ hải kia, vẫn còn kém hơn rất nhiều. Nếu như hắn có thể chiến thắng này Lạc Tuyết, ta ngược lại có thể cho hắn một lần cơ hội nữa, để cho hắn vào Thanh Nguyên Tông ta. Thiên Huyễn lắc đầu, tông chủ Thanh Nguyên Tông này không ngờ lại để cho kẻ tự cao tự đại tới chiến trường cổ, chẳng lẽ lão nhân này còn không nhìn ra, tiểu tử này căn bản không cần tới tông môn cửu phẩm sao? Thật ra, lúc này trong lòng Thiên Huyễn cũng có chút hối hận. Bởi vì, hắn phát hiện ra Dương Diệp này thật sự là mưa rột hạt giống tốt, mặc dù thực lực bây giờ có thể không bằng Lạc Tuyết cùng An Nam Tĩnh, nhưng tiềm lực lại cực lớn, dù sao hắn sinh ra ở Nam Vực, nơi các loại huyền kỹ công pháp tương đối kém cỏi. Nếu có đại tông môn bồi dưỡng và chỉ đạo, sau này cho dù không được bằng loại cường giả siêu cấp như tổ sư của kiếm tông năm đó, nhưng nhất định là một vị kiếm tu có thể lưu danh ở trong lịch sử của đại lục huyền giả. Chẳng qua, tuổi thọ của Dương Diệp quá ngắn, cho dù là những lão yêu quái cũng sẽ điên cuồng vì vật phẩm có thể tăng thêm tuổi thọ. Thiên Huyễn khe khẽ thở dài, lại nhìn tới trên Tiềm Long Đài. Trên Tiềm Long Đài đang là một mảnh hỗn độn, trên không trung của Tiềm Long Đài có một ngọn lửa nhỏ cùng dòng điện màu tím đang giằng co, mà phía dưới, Dương Diệp cùng Lạc Tuyết đã không ở vị trí cũ, lúc này hai người đều đã bỏ tới mép Tiềm Long Đài.
U Minh Quỷ Hỏa cùng Thanh Vân Tử Điện quá khủng khiếp, cho dù hai người bọn họ có thân thể vô cùng mạnh mẽ, thực lực lại cũng cực kỳ khủng khiếp, nhưng muốn hoàn toàn không để ý tới chúng là chuyện không thể làm được. Qua khoảng chừng một khắc đồng hồ, hai người đồng thời bắt đầu hành động. Tiếp theo, hai người chậm rãi đứng lên. Thân thể của hai người trông đều cực kỳ khủng khiếp, cho dù U Minh Quỷ Hỏa cùng Thanh Vân Tử Điện sinh ra dư âm ảnh hưởng đến hắn hai người, nhưng chung quy chẳng qua chỉ là ảnh hưởng, cũng không có gây tổn thương lớn cho hai người bọn họ. Vèo. Đúng lúc này, một tiếng xé gió vang lên, ngay lập tức, ở trước ngực của Lạc Tuyết đột nhiên xuất hiện một tia máu đỏ tươi. Mọi người nhìn thấy cảnh tượng như vậy đều sửng sốt, Dương Diệp lại nhíu mày, lúc trước hắn đứng lên sau, lại sử dụng ngự kiếm thuật khống chế ẩn kiếm phát động công kích và cũng thành công, nhưng sau khi ẩn kiếm đâm rách ra ngực của Lạc Tuyết, không ngờ vào lúc này cũng không thể tiến vào thêm nửa tấc. Nhìn máu đỏ ở trước ngực mình, trên gương mặt bình tĩnh của Lạc Tuyết lại xuất hiện vẻ dữ tợn, tay phải hắn vẫy một cái, Thanh Vân Tử Điện tập tức hóa thành một đường điện quang tiến vào đầu hắn, ngay tập tức, từng dòng điện xuất hiện ở trên toàn thân Lạc Tuyết, hắn hét to một tiếng, quyền phải xuyên qua không trung đánh về phía Dương Diệp. Một quyền đánh ra, một dòng điện màu tím cực lớn giống như con trăn lớn từ trong cơ thể của Lạc Tuyết bắn ra, mang theo khí tức khủng khiếp bắn nhanh về phía Dương Diệp. Nhìn dòng điện màu tím giống như con trăn lớn bắn nhanh đến, Dương Diệp không dám khinh thường, tâm niệm thoáng động, U Minh Quỷ Hỏa thoáng hiện trước người hắn, rồi đột nhiên vỡ ra, hóa thành một sóng lửa đánh về phía dòng điện màu tím kia. Hai người va chạm vào nhau và chợt bạo phát ra một tiếng nổ lớn. Mà vào lúc này, Dương Diệp đột nhiên biến mất, ở thời điểm hắn xuất hiện, hắn đã ở phía sau lưng Lạc Tuyết đang tràn ngập dòng điện, một tia sáng lạnh lẽo hiện lên, long cốt kiếm trong tay Dương Diệp đâm thẳng tới chỗ gáy Lạc Tuyết, nhưng mũi kiếm còn chưa tiếp xúc được tới da của Lạc Tuyết, một dòng điện lại chợt bắn ra, đánh vào trên thân Dương Diệp. Dương Diệp lập tức bị bắn phía sau tới mấy trượng. Nhìn dòng điện giống như lưới điện che phủ Lạc Tuyết, hai mắt Dương Diệp híp lại. Thủ đoạn đối phương này khống chế Thanh Vân Tử Điện còn mạnh hơn thủ đoạn hắn khống chế U Minh Quỷ Hỏa rất nhiều. Dương Diệp, ta không thể không nói, trước đây ta vẫn coi thường ngươi. Ta vốn cho rằng Thanh Vân Tử Điện có thể giải quyết người, nhưng ta sai rồi. Ngươi yên tâm, tiếp theo ta sẽ không coi thường người nữa. Lạc Tuyết chậm rãi đi về phía Dương Diệp, theo hắn đi tới từng dòng điện màu tím giống như rắn nhỏ không ngừng hiện ra với uy thế kinh người, giống như lôi thần hạ xuống. Khi đi đến phạm vi 10 trượng trước người Dương Diệp, Lạc Tuyết dừng bước, trong chớp mắt yên lặng, thân hình Lạc Tuyết chợt bắn ra, giống như sét đánh tới, lập tức lao tới trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp nhíu mày và nắm chặt thanh kiếm trong tay, hắn đang chuẩn bị ra tay, nhưng vào lúc này, trong mắt Lạc Tuyết lóe lên một tia dữ tợn và lập tức nói nhỏ. Nổi! Lạc Tuyết vừa dứt lời, từ trong cơ thể hắn có một lưới điện lập tức cuồn cuộn trào ra. Bao phủ lấy hắn cùng với Dương Diệp vào bên trong. Trong lưới điện, tay Dương Diệp cầm long cốt kiếm, khí thế được tập trung đến cực hạn, hắn đang chuẩn bị dùng một kiếm phá đi lưới điện này. Vào lúc này, trong cơ thể Lạc Tuyết lại chợt bạo phát ra một khí lưu màu đen đến cực hạn, khí lưu màu đen có tốc độ cực nhanh, lập tức tiến vào trong cơ thể của Dương Diệp. Đồng tử của Dương Diệp co lại kịch liệt, thân thể đột nhiên cứng đờ. Cùng lúc đó, hai tay, cái cổ, cùng với mặt của hắn lập tức biến thành màu đen. Trong cơ thể hắn, khí lưu màu đen đi qua nơi nào thì nơi đó lập tức hóa thành màu đen. Khi lưới điện tản đi, mọi người nhìn thấy rõ ràng cảnh tượng bên trong Tiềm Long Đài, tất cả đều ngây người. Dương Diệp lại chết như vậy sao? Dưới đài, An Nam Tĩnh nhìn thấy được tình hình của Dương Diệp lúc này, chân mày nàng hơi nhíu lại. Sau khi suy nghĩ một lát, nàng mới nói. Tử khí! Không nghĩ thứ diệt sạch nhân gian này lại xuất hiện. An Nam Tĩnh vừa dứt lời, trong mắt này lần đầu xuất hiện ra vẻ nghiêm trọng. Tử khí, thế nào là tử khí? Đó là khi người vừa mới chết đi, sức sống trong cơ thể sẽ chuyển đổi trở thành tử khí, loại tử khí này sẽ ở trong cơ thể người chết một khoảng thời gian mới có thể biến mất ở trong trời đất này. Loại tử khí này vô cùng khủng khiếp, bởi vì nó có thể trực tiếp làm tiêu tan sức sống của con người. Cho dù huyền khí cùng với thần thông kỹ cùng các loại bí pháp kỹ cũng không làm gì được nó, bởi vì nghiêm khắc mà nói, nó không thuộc về bất kỳ một loại năng lượng nào. Muốn sử dụng loại tử khí này là một chuyện đặc biệt khó khăn, bởi vì một khi làm không tốt thì sẽ bị tử khí này cắn trả, nếu như bị cắn trả, kết quả chính là bỏ mình. Bởi vì cho tới bây giờ,
Trên đại lục còn chưa từng xuất hiện qua thứ gì có thể ngăn cản được tử khí. Nhìn thấy đồng tử của Dương Diệp cũng biến thành màu đen, An Nam Tĩnh khẽ lắc đầu. Một khi tử khí vào cơ thể, cho dù là cường giả cảnh giới thánh giả xuất hiện cũng không cứu được Dương Diệp. Thật đúng là đáng tiếc, có lẽ nàng đã mất đi một người có thể có cơ hội làm mình có được bằng niềm vui bất ngờ. Phong Tu hừ lạnh một tiếng, nói. Bị tử khí vào cơ thể, cho dù là chúng ta ra tay cũng đã vô dụng rồi. Chết cũng tốt, dù sao hắn cũng không sống được bao lâu, sớm muộn gì cũng sẽ phải chết, bây giờ chết sớm coi như là sớm được giải thoát. Thiên Huyễn ở bên cạnh nghe vậy lại nhíu mày, Phong Tu cũng thật hẹp hòi. Tuy nhiên đối phương ngược đã nói đúng một câu, lúc này cho dù hắn ra tay cũng đã vô dụng, cho dù là bọn họ đều là đặc biệt kiêng kỵ loại tử khí này. Thật sự không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản được loại vật này. Cho dù là linh vật thiên địa cũng không thể. Chẳng qua, Lạc Tuyết làm sao tu luyện được tử khí này vậy? Thiên Huyễn trầm ngâm một lát mới nhớ tới cái bút lớn trong tay của Lạc Tuyết, hắn lập tức hiểu ra. Nếu như hắn nhớ không nhầm, đó hẳn phải là đạo khí sổ phán quan cùng bút phán quan, bởi vì chỉ có hai thứ này mới có thể dẫn khí của người sắp chết ra bên ngoài cơ thể. Chẳng qua, làm sao hai thứ này có thể xuất hiện ở trên tay của Lạc Tuyết đây? Phải biết rằng, hai thứ này lại là huyền bảo bản mạng của Minh Thần năm đó. Trên Tiềm Long Đài, Lạc Tuyết thản nhiên liếc mắt nhìn Dương Diệp. Ngay lập tức, cổ tay hắn thoáng động, sổ phán quan này xuất hiện ở trên tay hắn. Hắn mở ra trang thứ hai. Ở vị trí đầu trang thứ hai là hai chữ lớn Dương Diệp. Lạc Tuyết không do dự, cầm bút phán quan gạch xuống tên Dương Diệp. Đúng lúc này, biến hóa khác thường lại xuất hiện. Sâu trong đôi mắt màu đen sẫm của Dương Diệp đột nhiên hiện lên một luồng ánh sáng màu tím. Ngay lập tức, toàn thân Dương Diệp đột nhiên khôi phục lại bình thường. Cùng lúc đó, thân hình của Dương Diệp đột nhiên biến mất, khi xuất hiện thì hắn đã tới trước người Lạc Tuyết đang định viết xuống, kiếm quang chợt lóe lên, trường kiếm nhắm thẳng vào cổ họng của Lạc Tuyết. Sắc mặt của Lạc Tuyết biến đổi kịch liệt, trong đôi mắt có một tia kinh hãi. Hắn kinh hãi không phải bởi vì kiếm của Dương Diệp đi tới chỗ cổ họng của hắn, hắn kinh hãi là bởi vì tại sao Dương Diệp không có việc gì. Trước đây Dương Diệp cũng từng trúng phải tử khí của hắn, nhưng lần đó, hắn chẳng qua chỉ phóng ra một tia tử khí. Mà thôi, lại tử khí đó còn không thuần khiết, mà bây giờ hắn lại phát ra hết toàn bộ tử khí. Hắn tin tưởng, cho dù là cường giả cảnh giới linh giả đỉnh phong trúng phải, cũng sẽ chết không thể nghi ngờ. Mà bây giờ, Dương Diệp lại không có chuyện gì cả. Dương Diệp đương nhiên không có việc gì, tử khí này quả thật rất khủng khiếp. Nhưng có thể khủng khiếp bằng vòng xoáy của hắn sao? Vào lúc tử khí vào trong cơ thể hắn, vòng xoáy của hắn lại phóng ra huyền khí màu tím nhạt, tử khí này vừa tiếp xúc cùng huyền khí màu tím nhạt, lại giống như tuyết gặp phải dầu sôi, lập tức tiêu tan. Dương Diệp cũng đặc biệt chấn động, bởi vì khí đen do Lạc Tuyết phóng thích ra kia vừa chạm tới huyền khí màu tím nhạt của hắn, lại giống như gặp phải khắc tinh vậy, một chút năng lực phản kháng cũng không có. Tuy nhiên, lúc này không phải là điều hắn muốn, bây giờ hắn muốn làm là giải quyết Hy Lạc trước mắt này. Đương nhiên, cho dù không phải bởi vì Hy Lạc, hắn cũng muốn giết người này. Oán thù giữa bọn họ cũng nên kết thúc từ lâu rồi. Keng! Trong mắt của mọi người, thanh kiếm của Dương Diệp bất ngờ đâm vào chỗ cổ họng của Lạc Tuyết, nhưng lại giống như đâm vào trên thép đen cứng rắn, vang lên một tiếng động lớn. Dương Diệp nhíu mày! Tập trung nhìn lại mới phát hiện ra chẳng biết chỗ cổ họng của Lạc Tuyết lại có thêm một tầng mảnh vảy màu vàng từ lúc nào. Đúng lúc này, Lạc Tuyết thò tay cầm lấy thanh kiếm trong tay Dương Diệp, sau đó nói. Thân thể của ta mạnh hơn Ma Kha, dưới cảnh giới tôn giả, ngoại trừ An Nam Tĩnh, ai có thể phá được thân thể ta chứ? Phải vậy không? Khóe miệng Dương Diệp cong lên, hiện ra một tia dữ tợn. Hắn thi triển ra kiếm vực, trong phút chốc. Đồng tử trong hai mắt Lạc Tuyết co lại kịch liệt, trong đôi mắt hắn đầy vẻ chấn động cùng kinh hãi. Hắn muốn lùi lại nhưng đã không kịp nữa. Mọi người ở đây chỉ nghe phụt một tiếng, thanh kiếm trong tay Dương Diệp lại xuyên qua cổ họng của Lạc Tuyết. Kiếm vừa thu lại thì có một dòng máu tươi phun ra. Thánh tử! Lúc này, phía dưới đài có mấy trăm người bịt mặt đột nhiên phát ra một tiếng kêu thê lương, mấy trăm người đồng thời lao vọt về phía Tiềm Long Đài. Nhưng bọn họ còn chưa lao tới Tiềm Long Đài, lại bị một kình phong thổi bay ngược ra. Lạc Tuyết còn chưa tắt thở, hai mắt hắn nhìn chằm chằm vào Dương Diệp, dường như muốn nói gì đó, nhưng chỗ cổ họng lại không ngừng phun ra máu tươi,
cho nên hắn cũng không thể nói được lời nào. Thấy Lạc Tuyết còn chưa chết, Dương Diệp đang chuẩn bị tới thêm một kiếm. Nhưng vào lúc này, Thanh Vân Tử Điện đột nhiên với tốc độ nhanh như điện bắn về phía Dương Diệp, nhìn thấy Thanh Vân Tử Điện bắn tới, Dương Diệp cười lạnh, thân hình hắn thoáng động và lập tức đi tới trước mặt Thanh Vân Tử Điện, hắn thò tay chộp một cái, trực tiếp nắm nó ở trong tay. Có một dòng điện lưu cường đại truyền tới khiến thân thể Dương Diệp chấn động mạnh, cả mái tóc đều dựng ngược. Trong mắt Dương Diệp hiện lên một sự điên cuồng, hắn há miệng và nắm lấy Thanh Vân Tử Điện trực tiếp bỏ vào trong miệng, sau đó cổ họng lăn lộn rồi nuốt nó vào. Bây giờ Dương Diệp đương nhiên không có ý định thu phục Thanh Vân Tử Điện, hắn còn chưa mạnh mẽ đến loại trình độ đó, hắn chẳng qua muốn đưa Thanh Vân Tử Điện vào vòng xoáy. Đương nhiên, hắn cũng chỉ thử xem, cho dù làm như vậy cực kỳ nguy hiểm, nhưng hắn không muốn bỏ qua Thanh Vân Tử Điện này. Đương nhiên, quan trọng nhất là hắn có lòng tin với vòng xoáy. Quả nhiên, sau khi Thanh Vân Tử Điện bước vào vòng xoáy, nó vốn vẫn cuồng bạo lại lập tức đàng hoàng, thấp thỏm qua lại ở trong vòng xoáy này. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Dương Diệp lập tức vui mừng và thở phào nhẹ nhõm. Mà mọi người dưới đài lại ngây ra như phỗng, Dương Diệp lại nuốt linh vật thiên địa khủng khiếp vào như vậy à? Đây chính là linh vật thiên địa đấy. Lúc này, ngay cả Thiên Huyễn cùng Phong Tu cũng nhíu mày, trong mắt có vẻ nghi ngờ cùng chấn động, Dương Diệp làm thế nào làm được vậy? Không để ý tới ánh mắt khiếp sợ của mọi người dưới đài, Dương Diệp nhìn về phía Lạc Tuyết còn chưa hoàn toàn chết đi, nói. Bây giờ, người có thể chết được rồi. Dương Diệp vừa dứt lời và đang chuẩn bị ra tay, nhưng ngay vào lúc này, một lão bà tóc trắng xóa xuất hiện ở trước mặt Lạc Tuyết. Đồng tử của Dương Diệp co lại, bởi vì không ngờ hắn lại không phát hiện lão bà này xuất hiện như thế nào. Thực lực của lão bà trước mắt này tuyệt đối cùng cấp bậc với hai người Thiên Huyễn. Nhìn chỗ cổ họng Lạc Tuyết này vẫn đang chảy máu, trong mắt lão bà lóe lên một tia đau lòng, nàng bấm tay một cái. Một luồng ánh sáng màu xanh tiến vào trong thân thể Lạc Tuyết, vết thương chỗ cổ họng của Lạc Tuyết chậm rãi khép lại. Lão bà đi tới trước mặt Lạc Tuyết và đưa tay khẽ xoa đầu Lạc Tuyết, sau đó nói. Ta từng nói với người rồi, khi đối địch phải tránh không thể sơ suất, ngươi lại không bao giờ chịu nghe, cho rằng mình ở trong cùng cấp đã là vô địch. Bây giờ mới bị thua thiệt như vậy. Sau khi nói cong, bàn tay nàng hơi dùng sức, hai mắt Lạc Tuyết lập tức chậm rãi đóng lại. Lão bà xoay người nhìn về phía Dương Diệp, quan sát hắn và nói. Không tệ, không hổ danh là kiếm hoàng, mới từng ấy tuổi mà lại nắm giữ thành tựu kiếm đạo như vậy, người có phong độ của tổ sư kiếm tông năm đó. Người lớn đánh tới sao? Dương Diệp cười lạnh và không nói gì, khóe miệng hắn lộ rõ sự châm chọc, hoàn toàn không che giấu. Lúc này, Thiên Huyễn cũng xuất hiện ở trên Tiềm Long Đài, ánh mắt hắn phức tạp liếc nhìn Dương Diệp. Trong lòng Thiên Huyễn khe khẽ thở dài, sau đó nhìn về phía lão bà, nói. Các hạ lại là Lạc Dung tiền bối của bản yêu tộc sao? Lão bà khẽ gật đầu, trên gương mặt đầy nếp nhăn lộ ra một nụ cười mỉm, nói. Không nghĩ tới mấy trăm năm ta không lộ diện, vậy mà trong nhân loại vẫn còn có người nhận ra được ta. Còn nữa, người cũng đã bước vào hoàng giả, không cần tự xưng mình là vãn bối nữa. Thiên Huyễn nghe vậy. Trong mắt lại thoáng lộ ra một cay đắng. Hắn vốn chỉ suy đoán, không nghĩ tới người trước mắt này không ngờ là chí cường giả ngàn năm trước chấn động trung vực. Cho dù đều cảnh giới hoàng giả, nhưng Thiên Huyễn biết, hắn không phải là đối thủ của lão bà trước mắt này. Chắc hẳn toàn bộ đại lục cũng không có mấy người có thể dễ dàng thắng được nàng. Phải biết rằng, lão bà trước mắt này đã từng nhưng chém giết ba gã cường giả cảnh giới hoàng giả đấy. Vị cường giả trước mắt này là cấp bậc lão yêu quái chân chính. Nếu như có thể, hắn thật sự không muốn đối địch với người trước mắt này, nhưng đáng tiếc, vị trước mắt này ngang nhiên phá hủy quy định, nếu hắn không làm gì sẽ không chỉ mất mặt một mình hắn mà còn làm cho toàn bộ tông môn cũng sẽ mất mặt, hắn không gánh nổi trách nhiệm này đâu. Thiên Huyễn lắc đầu, nói. Lạc tiền bối, chắc hẳn tiền bối cũng biết được quy định của Tiềm Long Bảng, tiền bối làm như thế là đang phá hủy quy định của Tiềm Long Bảng. Lão bà gật đầu, nói. Nhưng hắn là cháu của ta không thể trơ mắt nhìn hắn chết được. Lão bà vừa nói dứt lời lại nhìn về phía Dương Diệp, nói. Thế này được không, người buông tha hắn lần này, chỉ cần ngươi không giết hắn, lão bà cứu hắn sẽ không coi là vi phạm quy định của Tiềm Long Bảng, kể từ đó tất cả đều vui mừng, được chứ? Nghe được lão bà nói vậy, Thiên Huyễn cũng nhìn về phía Dương Diệp, lão bà nói không sai.
nếu như Dương Diệp đồng ý không giết Lạc Tuyết, vậy đối phương cứu Lạc Tuyết sẽ không coi là vi phạm quy định, mặc dù đối phương vi phạm quy định trước, nhưng hắn có biện pháp gì? Ai bảo thực lực của người ta bày ra đó, Dương Diệp bên này lại không có cường giả nào làm chỗ dựa cả. Dương Diệp cúi mặt xuống, sâu trong đôi mắt hắn là sát ý lạnh lẽo không ngừng cuồn cuộn. Mặc dù đối phương với giọng dường như thương lượng, nhưng Dương Diệp hắn làm sao không nghe ra được sự uy hiếp trong giọng nói của đối phương chứ? Tất cả đều vui mừng sao? Các ngươi vui mừng, còn ta thì sao? Còn có Hy Lạc đã chết đi thì sao? Vui mừng của chúng ta ở đâu? Cố gắng kìm chế sát ý trong lòng tuôn ra, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía lão bà kia, sau đó mỉm cười, nói. Tiền bối nói rất đúng, chẳng qua vãn bối cùng lệnh tôn đã chiến lâu như thế, toàn thân trên dưới cũng không ít hơn trăm vết thương, dù sao tiền bối cũng phải trả tiền thuốc men chứ. Cứ như vậy, mọi người mới thật sự là tất cả đều vui mừng, tiền bối xem thế nào. Sau này điều nói, trong lòng Dương Diệp lại cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ, nếu như có thể, hắn muốn một kiếm chém chết một già một trẻ trước mắt này. Nhưng đáng tiếc, hắn không có thực lực đó. Kiếm bình thường sẽ không cong, nhưng cũng phải xem thời điểm mới được. Lúc này nếu hắn không cúi đầu thì chính là thật sự phải chết. Bởi vì đối phương muốn giết hắn lại dễ dàng như trở bàn tay. Về phần cái gọi là quy tắc tiềm long bảng, Dương Diệp hoàn toàn xem thường, không thấy được người ta đã vi phạm quy tắc, giọng điệu Thiên Huyễn cũng không dám có chút cứng rắn nào sao. Nghe được Dương Diệp nói vậy, trong mắt Thiên Huyễn hiện lên một tia tán thưởng, thầm nghĩ Dương Diệp thức thời, đồng thời trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Phải biết rằng, nếu như Dương Diệp không thỏa hiệp, vậy hắn đã có thể rất khó giải quyết. Lão bà nghe vậy, bàn tay trong ống tay áo đã chậm rãi thả lỏng ra, sau đó nói. Tiền thuốc men sao, được thôi. Lão bà bấm tay bắn ra, một cái nạp giới xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, nói. Ở trong này có 10 vạn đả năng lượng, lão bà quan sát thân thể người không tệ, đoán người cũng là người rất chú trọng tới rèn luyện thân thế. Cũng được, nể tình hài tử ngươi hiểu chuyện, lão bà ta đưa người một giọt máu của chân long. Nàng vừa nói dứt lời, trước mặt Dương Diệp lại thêm một bình bạch ngọc. Lúc này, Thiên Huyễn đột nhiên cười nói. Dương Diệp, ngươi đúng là có phúc, máu của chân long này là thần vật cực phẩm để rèn luyện thân thể. Chỉ cần một giọt lại đủ để cho thân thể người tăng lên một cấp bậc. Không chỉ có như vậy, nếu như người có phúc duyên lớn, còn có khả năng từ trong đó lĩnh ngộ lực lượng chân long. Khi đó, lực lượng của người sẽ còn mạnh hơn cả yêu thú linh cấp đỉnh phong. Dương Diệp tất nhiên sẽ không khách khí, hắn thu nạp giới cùng bình ngọc vào, 10 vạn đả năng lượng cùng cái gọi là máu của chân long này để mua mạng của Lạc Tuyết, cuối cùng vẫn là đối phương có lợi. Nhìn thấy Dương Diệp đã nhận đồ, trong mắt lão bà lóe lên một tia ánh sáng khác thường, nàng lập tức khẽ gật đầu, sau đó liếc mắt nhìn An Nam Tĩnh bên cạnh, cuối cùng lại nhìn Dương Diệp, mới nói. Kiếm hoàng đối chiến với vũ thần, đây chính là cuộc chiến số mệnh, ha ha, lão bà cũng rất chờ mong. Chúc người nhiều may mắn. Sau khi xong câu này, lão bà cùng Lạc Tuyết đều đồng thời biến mất khỏi Thiềm Long Đài. Thiên Huyễn liếc mắt nhìn An Nam Tĩnh dưới đài, sau đó nhìn về phía Dương Diệp, hắn do dự một chút. Nói. Nếu như ngươi lựa chọn dừng ở đây, như vậy ngươi thu hoạch được vị trí thứ hai của Tiềm Long Bảng, nếu như ngươi lựa chọn tiếp tục chiến đấu, vậy ngươi rất có khả năng sẽ chết. Đương nhiên, cho dù ngươi có chịu thua, cũng phải được An Nam Tĩnh đồng ý. Ta không đồng ý. Lúc này, An Nam Tĩnh xuất hiện ở trên Tiềm Long Đài, nàng nhìn Dương Diệp, nói. Ban Đờ Cu, ta không muốn đánh cùng ngươi một trận, dù sao trước đó chúng ta đã đấu qua một lần. Nhưng hiện tại xem ra, khi ở tầng thứ 5, ngươi đã giấu giếm thực lực. Có lẽ phải làm cho ngươi cảm nhận được cái chết chân chính, ngươi mới có thể không còn che giấu nữa. Dương Diệp đối với Thiên Huyễn nhún vai, nói. Ngươi xem, ta muốn chịu thua cũng không thể nào làm được. Nếu như vậy, cũng chỉ có thể đánh một trận. Thật ra trong lòng hắn cũng muốn đánh với An Nam Tĩnh một trận. Trước đó hắn đánh với An Nam Tĩnh một trận, đã thu hoạch được rất nhiều. Đương nhiên. Quan trọng nhất là hắn cũng muốn thử xem cực hạn của mình ở đâu. Cho tới bây giờ, hắn hình như chưa từng bị người khác ép ra cực hạn. Vũ thần sao, thiên phú vượt qua các cường giả vũ thần trước kia, hắn có thể chiến thắng được sao? Hắn không biết, hắn chỉ biết là hắn muốn vui vẻ đánh một trận hoàn toàn không che giấu nữa. Thiên Huyễn khẽ gật đầu, sau đó biến mất khỏi Tiềm Long Đài.
Sắc mặt An Nam tĩnh bình tĩnh, đứng tại chỗ, phần tóc đuôi ngựa theo gió chậm rãi tung bay, trong con mắt giống như làn nước mùa thu lại tĩnh lặng không chút dao động. Tới giây phút nào đó, chân phải của Dương Diệp khẽ dậm xuống, thân hình vù một tiếng bắn ra, cơ thể hắn đi qua nơi nào, từng tàn ảnh giống như thực chất đột nhiên thoáng hiện. Trong khi mọi người còn chưa phục hồi lại tinh thần, bản thể của Dương Diệp lại xuất hiện ở trước mặt An Nam tĩnh rồi. Long cốt kiếm trong tay hắn mang theo một ánh sáng lạnh lập tức đi tới chỗ cổ họng của An Nam Tĩnh. An Nam Tĩnh vẫn bất động, long cốt kiếm trong tay Dương Diệp đâm một kiếm xuyên qua cổ họng của An Nam Tĩnh, nhưng Dương Diệp lại biến sắc, cổ tay nhất thời chuyển động, long cốt kiếm trong tay đâm ngược về phía sau. Phía sau Dương Diệp có một nắm đấm trắng nõn như ngọc va chạm vào kiếm của Dương Diệp, theo một tiếng động nặng nề vang lên, cánh tay Dương Diệp tê dại. Hắn đang chuẩn bị xoay người thì trong cơ thể lại dâng lên một cảm giác nguy hiểm. Ngay lập tức, An Nam Tĩnh vốn ở trước mặt Dương Diệp lại đột nhiên đánh ra một quyền. Đồng tử của Dương Diệp co lại, có hai An Nam Tĩnh sao? Nhưng hắn không có thời gian để suy nghĩ nhiều, trái tay nắm chặt thành quyền, sau đó chợt đấm về phía nắm đấm của An Nam Tĩnh. Dương Diệp liên tục lùi lại mấy bước. Tất cả mọi người ở đó kinh hãi nhìn cảnh tượng trên Tiềm Long Đài. Trong mắt đầy không tin. Ngay cả Ma Kha lúc này cũng nhíu mày, trong mắt đầy chấn động cùng nghi ngờ. Bởi vì trên Tiềm Long Đài xuất hiện hai An Nam Tĩnh. Nhìn hai An Nam Tĩnh kia, trong lòng Dương Diệp lúc này cũng khiếp sợ không gì sánh được. Đương nhiên, hắn không phải chấn động vì có hai An Nam Tĩnh, bởi vì hắn có kiếm tâm thông minh nên đã biết chuyện gì xảy ra. Thật ra chỉ có một An Nam Tĩnh. Một An Nam Tĩnh khác chẳng qua là do tốc độ của bản thân An Nam Tĩnh quá nhanh tạo thành ảo ảnh. Không ngờ tốc độ của đối phương đã đạt tới mức độ này. Đúng lúc này, thân hình của An Nam Tĩnh thoảng động và đột nhiên đi tới trước mặt Dương Diệp, thân hình khẽ run lên, trong phút chốc, năm An Nam Tĩnh xuất hiện, bao vây xung quanh Dương Diệp, năm người đồng thời đánh ra một quyền vào thẳng đầu của Dương Diệp. Mọi người dưới đài kinh hãi, Dương Diệp lại rất bình tĩnh. Khi nắm đấm kia còn cách mặt mấy tấc, Dương Diệp cầm kiếm chợt đâm một cái về phía bên trái, ngay lập tức lại đâm về các phía phải, phía trước cùng phía sau, tốc độ của hắn nhanh vô cùng. Vô số người dưới đài căn bản không nhìn thấy rõ quỹ tích đường kiếm của Dương Diệp, chỉ có thể nhìn thấy được từng kiếm ảnh. Ầm ầm ầm. Rất nhiều tiếng động nặng nề không ngừng vang lên. Một lát, thân thể Nam An Nam Tĩnh đột nhiên run lên, bốn người trong đó tiêu tan trong không trung. Quả nhiên là kiếm tâm thông minh. Tay phải của An Nam Tĩnh chậm rãi nắm chặt, nói. Không ngờ lại có thể nhìn thấu được di hình hoán ảnh của ta. Cũng tốt, nếu như không thể nhìn thấu được, vậy cuộc chiến đấu này khó tránh khỏi lại quá vô vị. Hy vọng ngươi có thể tiếp tục khiến ta bất ngờ. An Nam Tĩnh vừa nói dứt lời lại chợt đánh ra một quyền. Một nắm đấm năng lượng lập tức phá không lao tới trước đầu của Dương Diệp. Dương Diệp đâm một kiếm vào trong một điểm của nắm đấm năng lượng đó. Một tiếng động nhỏ vang lên, nắm đấm năng lượng đó vỡ ra, nhưng lại nhanh chóng tập trung lại một cách quỷ dị, sau đó đánh vào ngực của Dương Diệp. Bịch! Dương Diệp nhíu mày, liên tục lùi lại phía sau chừng 10 bước, hắn cúi đầu nhìn xuống, trước ngực hắn đã lõm vào trong một cách nghiêm trọng. Quyền ý tầng 9, hình tàn ý không tan, mới 20 tuổi lại có thể đạt được quyền ý tầng 9. Nữ tử yêu nghiệt này thật sự làm cho người ta thấy xấu hổ, sợ rằng ngay cả trời cũng phải đố kỵ mất. Ở nơi nào đó, thần sắc Thiên Huyễn nghiêm trọng khẽ nói. Trên Tiềm Long Đài, lúc này thần sắc Dương Diệp cũng vô cùng nghiêm trọng, thực lực của An Nam Tĩnh này còn mạnh hơn hắn tưởng. Nếu như không phải thân thể của hắn đã được U Minh Quỷ Hỏa cùng bốn thần thú rèn luyện, chỉ cần một quyền này, đối phương lại có thể giết chết mình trong nháy mắt rồi. Thân thể không tệ. An Nam Tĩnh đi về phía trước một bước, đầu ngón chân chợt ấn xuống, nàng giống như một con báo săn mồi lao ra, tại chỗ xuất hiện một tàn ảnh của An Nam Tĩnh giống như thực chất, bản thể của nàng đã lao tới trước mặt Dương Diệp. Nàng không dùng bất kỳ huyền kỹ gì, chẳng qua chỉ đơn giản đánh ra một quyền. Cho dù trong lòng Dương Diệp chấn động về tốc độ của An Nam Tĩnh, nhưng lại đã thấy quen dần. Hắn không dám khinh thường, long cốt kiếm mang theo một đường kiếm quang chắn ngang ở trước người. Nắm đấm của An Nam Tĩnh đánh vào trên thân long cốt kiếm. Ầm một tiếng, long cốt kiếm lập tức uốn con thành hình một cây cung, sắc mặt Dương Diệp thoáng biến đổi. Nhưng vào lúc này, chân phải An Nam Tĩnh hơi co lại phía sau rồi dùng đầu gối thúc mạnh vào bụng của Dương Diệp. Phản ứng của Dương Diệp không chậm,
tay trái hóa trưởng vỗ mạnh xuống phía dưới. Ầm. Lòng bàn tay Dương Diệp tê dần, trong tòng nhất thời kinh sợ. Lúc này, thân hình của An Nam Tĩnh thoáng động, lại lập tức đi tới phía sau của Dương Diệp. Chân phải của nàng gây ra tiếng xé gió đã đá về phía đầu của Dương Diệp. Sắc mặt Dương Diệp thoảng biến đổi, chân phải chợt đạp xuống một cái, thi triển ra vạn dặm trong nháy mắt, thân hình hắn đột nhiên biến mất, khi xuất hiện thì đã ở phía sau lưng An Nam Tĩnh, hắn không hề do dự mà đâm ra một kiếm. Kiếm xuyên qua thân thể An Nam Tĩnh, nhưng trên mặt Dương Diệp lại không có vẻ gì vui mừng, trái lại còn biến sắc, sau đó hắn lại thi triển ra vạn dặm trong nháy mắt, lập tức biến mất, vào giây phút hắn vừa biến mất, nắm đấm của An Nam Tĩnh lại là xuất hiện ở chỗ hắn đứng trước đó. Nhìn thấy cảnh tượng trên đài như vậy, dưới đài, vô số người lộ vẻ kích động, nhiệt huyết sôi trào. Không hổ danh là kiếm tâm thông minh. Trên Tiềm Long đài, An Nam Tĩnh nhìn Dương Diệp, hơi gật đầu, nói. Mỗi lần không ngờ đều có thể phá được thế tấn công của ta, không tệ. Chiến đấu như vậy, mới có thể cho ta chút tia hứng thú, người phải cẩn thận đấy. Tiếp theo, ta sẽ bắt đầu nghiêm túc. Dương Diệp gật đầu, nói. Quả thật. Chúng ta đều nên nghiêm túc rồi. A, à, trong mắt An Nam Tĩnh hiện lên vẻ hưng phấn, nói. Ngươi vẫn còn nắm con át chủ bài sao? Rất tốt, ta rất chờ mong. Khóe miệng Dương Diệp khẽ giật, nữ nhân này thật sự muốn chiến đấu tới phát điên rồi à? Nhớ tới lần giao đấu trước, hắn vẫn còn có chút kinh hãi. Nếu như không phải hắn có kiếm tâm thông minh, hắn căn bản không chống nổi mấy hơi thở. Nữ nhân này có tốc độ cùng lực lượng. Còn có các loại cách thức chiến đấu quỷ dị, thật sự quá khủng khiếp. An Nam Tĩnh này xứng đáng với hai chữ vũ thần. Dương Diệp hít sâu một hơi, bấm tay bắn ra, U Minh quỷ hỏa chợt hiện lên trên long cốt kiếm trong tay hắn, huyền khí trong cơ thể điên cuồng tràn vào long cốt kiếm. Theo huyền khí màu tím nhạt không ngừng tràn vào, ngọn lửa trên long cốt kiếm dần dần biến thành màu đỏ tím, từ trong nó không ngừng có rất nhiều kiếm quang cùng ngọn lửa bắn ra bốn phía xung quanh. Trong mắt Dương Diệp hiện lên sự kiên quyết, hắn không che giấu nữa, tâm niệm vừa thoáng động thì phía sau đã nhanh chóng hiện ra cửu u kiếm vũ. Trong phút chốc, hát toàn bộ phía trên Tiềm Long đài xuất hiện một âm phong lạnh tới thấu xương. Cửu u hàn phong. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, rất nhiều người ở đó đờ đều kinh ngạc. Đây lại là một loại linh vật thiên địa khác sao? Không ngờ Dương Diệp lại nắm giữ hai loại linh vật thiên địa. Ở nơi nào đó? Hai người Thiếc Huyễn cùng Phong Tu cũng thoáng ngẩn người ra. Rõ ràng, hai người bọn họ cũng không nghĩ tới Dương Diệp tự nhiên nắm giữ hai loại linh vật thiên địa. Đó là hai loại linh vật thiên địa đấy. Lẽ nào Dương Diệp đã từng được số mệnh gia tăng sao? Thiên Huyễn cảm thấy bất đắc dĩ lắc đầu, Dương Diệp cũng quá gặp may mắn rồi. Trong mắt Phong Tu lại hiện lên vẻ tham lam. Cửu U Hàn Phong sao? An Nam Tĩnh thì thào khẽ nói một câu, sau đó nói. Ngươi quả thật làm cho ta có chút bất ngờ, không nghĩ tới ngươi lại có thể nắm giữ hai loại linh vật thiên địa. Đến đây đi, cho ta xem thử cửu U Hàn Phong cùng U Minh quỷ hỏa mạnh tới mức nào. Sẽ như nàng mong muốn. Tay phải của Dương Diệp cầm kiếm chậm rãi giơ lên, chỉ thẳng vào An Nam Tĩnh, tay trái lại nắm lấy chuôi kiếm. Hắn dùng hai tay cầm kiếm, đứng yên trong giây lát, hai tay đột nhiên biến đổi, hóa thành đôi long chảo. Cùng lúc đó, trong hai mắt của Dương Diệp chợt đỏ như máu. Phía sau lưng chợt mở ra đôi cánh, Dương Diệp lập tức biến mất. Một đường kiếm quang lướt qua không trung, lại thấy Dương Diệp đã xuất hiện ở trước người An Nam Tĩnh. Tiếp theo, mọi người nghe được giọng nói của An Nam Tĩnh. Ngự! Ngay lập tức, mọi người ở phía dưới Tiềm Long đài ngây ra như phỗng. Chỉ thấy tay phải của An Nam Tĩnh duỗi thẳng về phía trước. Mũi kiếm của Dương Diệp hiện lên màu lửa tím đang dừng lại ở lòng bàn tay của nàng. Trong mắt Dương Diệp hiện lên một tia ngoan độc, hai cánh phía sau lưng lại chợt vỗ mạnh, quát. Phá! Hắn vừa dứt lời, mũi kiếm chợt xoay tròn, trường kiếm tiến tới thần tốc. An Nam Tĩnh thoáng biến sắc và chợt nắm bàn tay lại, giữ chặt lấy thanh kiếm của Dương Diệp. Nhưng vào lúc này, cổ tay của Dương Diệp lại nhất thời chuyển động, trường kiếm chợt cắt qua, sắc mặt An Nam Tĩnh lại biến đổi. Bàn tay nàng thả ra và khẽ đạp chân phải xuống mặt đất, lui về phía sau hơn 10 trượng. An Nam Tĩnh mở bàn tay ra, chỉ thấy chỗ trong lòng bàn tay của nàng đã xuất hiện một lỗ thủng dài mấy cm, máu tươi từ trong đó đang không ngừng tràn ra. Coi trọng ngươi à! An Nam Tĩnh thoáng ngẩn người ra, sau đó lập khẽ hơi gật đầu, nói.
Ngươi nói không sai, ta quả thật coi trọng ngươi. Thực lực ngươi không tệ, có ngươi làm bạn, con đường võ đạo mới càng thêm thú vị. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 31.